À, nên cô sẽ không đợi các bạn vào đâu, vì chúng ta nãy cô vào vì cô đã thấy các bạn đã học lớp trước của bác sĩ Hoa rồi. À, nên hôm nay thì chúng ta cứ tiếp tục buổi và chúng ta không có thời gian chờ đợi. Thì xin chào các em. Thì hôm nay được sự phân công thì cô xin trình bày một cái nội dung rất là quan trọng, và đây là một cái bệnh lý mà thường gặp ở ở nhóm trẻ sơ sinh. Người đợi cô một chút xíu nha. Đây là bệnh lý mà thường nó gặp ở trẻ sơ sinh, và đa 80 đến 90% là cái nguyên nhân mà trẻ phải nhập viện ở đơn vị nhi sinh là vì bệnh lý siêu hấp. Thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào những cái nội dung. Thứ nhất là triệu chứng lâm sàng của siêu hấp, các nguyên nhân thường gặp và các phương pháp về hỗ trợ hô hấp, vì đây là cái nhóm các bạn đã được học về lâm sàng cơ bản ở nhi sinh hồi năm Y4. Bây giờ lên Y6 thì chúng ta phải nâng cao hơn một bậc nữa. Là bên cạnh đó, các bạn khám lâm sàng thì các bạn cần phải đánh giá xem thử rằng là cái lâm sàng nó phù hợp với cái nguyên nhân nào, và từ nguyên nhân nào đó thì các bạn sẽ phải định hướng việc phải điều trị hỗ trợ cho em bé như thế nào, lựa chọn cái phương pháp hỗ trợ hô hấp cho phù hợp. Thì đối với lại nhóm trẻ sơ sinh thì nó sẽ có những cái phương pháp hỗ trợ nó đặc biệt hơn so với nhóm trẻ nhỏ. Thì đầu tiên chúng ta nhắc lại về cái sự trưởng thành của phổi. Thì ở đây đây là cái việc mà cái cột mốc, những cái cột mốc rất là quan trọng để chúng ta quyết định rằng là cái em bé sơ sinh của chúng ta có sống được hay không. Vì nhiều không phải là tất cả em bé trẻ sơ sinh sinh ra là chúng ta đều có thể cơ hội cứu được em bé, mà rất nhiều em bé chúng ta không có thể cứu được. Và theo thời gian thì cái cột mốc mà chúng ta cứu những em bé sơ sinh, đặt cái tuổi thai mà quyết định là em bé có thể sống được sau khi ra khỏi bụng mẹ thì nó đã giảm dần. Từ những năm 1990 2000 á thì chúng ta mới mới đánh dấu cái khả năng cứu sống của những em bé từ tuần thứ 28. Và như bây giờ chúng ta đã bước xuống một cái giai đoạn nữa, đó là giai đoạn mà cứu sống những em bé mà cực non non tháng, extremely preterm, và bắt đầu từ khoảng từ 22 tuần đến 28 tuần. Riêng đối với Đà Nẵng thì chúng ta cứu sống được những tuổi thai nào? Ở Đà Nẵng chúng ta để bắt đầu cứu sống từ những cái tuổi thai từ 24 tuần trở lên. Có nghĩa rằng là chúng ta bắt đầu là sẽ can thiệp tích cực hỗ trợ cho em bé và giúp cho em bé nhà mình có cơ hội có thể sống và phát triển sau này. Tuy nhiên cái tuổi thai từ 22 đến 24 thì thực sự nó rất là khó khăn. Chúng ta chưa thể có thể can thiệp nhiều. Và tuy nhiên thì đối với lại các nước phát triển, khi mà nguồn lực họ dồi dào, họ có nhiều tiền bạc, họ có nhiều cái đội nhóm, có nhiều cái khả năng hỗ trợ của xã hội, thì bắt đầu đã cứu sống từ những em bé từ 22 đến 24 tuần. Và các em biết là có những em bé sinh ra rất là nhỏ, chỉ khoảng từ 3 đến 4 lạng mà họ đã cứu sống. Và tuy nhiên em bé nó đối mặt với rất là nhiều vấn đề sau khi mà em bé nó lớn lên, nhưng mà họ sẵn sàng cứu sống cho em bé đó và hỗ trợ cái cuộc sống của em bé sau này. Và để nguyên nhân mà vì sao mà chúng ta lại nói rằng là cái tuổi thai nó quan trọng như vậy, nó quan trọng đến việc mà chúng ta quyết định có cứu sống em bé hay không. Đầu tiên đó là về cấu trúc, về giải phẫu, là cái khi cái phổi của chúng ta đó ban đầu thì giai đoạn bào thai thì nó qua những cái giai đoạn giã nang, ống giả, giả ống giả ống, rồi sau đó mới tạo thành những cái túi khí và những cái túi phế nang. Và thực sự rằng là cái phổi mà chúng ta mới trao đổi tốt thì về mặt giải phẫu thì chúng ta phải có cái ống dẫn khí và có phế nang thì mới đánh giá được cái sự, nó mới đảm bảo được cái sự trao đổi khí của trẻ sơ sinh. Bên cạnh cái sự hoàn thiện về mặt giải phẫu thì cái chất lượng của cái phế nang nó cũng rất là quan trọng. Đó là cái chất, một chất mà chúng ta biết là quan thuộc, đó là cái chất surfactant. Cái surfactant này nó được sản xuất từ tế bào nội mô tiếp 2 và nó sản xuất khá là sớm các em, chứ không phải là 34 tới 35, 35 tuần mới có đâu. Nó có từ giai đoạn là từ 22 tuần trở lên. Thì chính vì vậy rằng chúng ta mới quyết định rằng à, những bạn nhỏ này cái phổi nó có thể nó giải phẫu và chức năng nó có thể đảm bảo để mà sống được.
Và tuy nhiên rằng là nó hoàn thiện được cái số lượng cũng như chất lượng của sơ phát tăng thì phải tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Tuổi thai thì có thể dao động từ khoảng trên 34 tuần, nhưng mà cách sinh, tình trạng rồi những cái điều trị trước sinh thì nó ảnh hưởng đến cái chất lượng của phổi của em bé. Đây là cái hình ảnh phế nang mà khi mà hoàn chỉnh với những cái tế bào tiếp phế nang tiếp 2, và trong cái phế nang này thì có bao gồm dịch ở khoảng kẽ và những cái túi khí này nó đảm bảo chức năng trao đổi khí oxy và CO2. Khi mà cái màng của phế nang này nó bị tổn thương hoặc là chức năng của phế nang này nó tổn thương thì nó làm cho cái phổi của em bé nó bị thiếu hụt CO2 và gây nên cái tình trạng siêu hấp. Đây một cái hình ảnh mà phế nang bình thường đó, thì khi mà oxy đi vào trong cái túi phế nang và trải qua quá trình trao đổi khí về gradient nồng độ thì về oxy được hấp thu và đào thải CO2 đi ra ngoài. Tuy nhiên là nếu mà trong trường hợp mà em bé nó có vấn đề, đặc biệt là những em bé sơ sinh non tháng và nhạy cân, thì những cái phế nang nó không đủ chất lượng, thiếu hụt chất xơ phát tăng thì làm cho cái phế nang nó bị co nhỏ nha, nó bị co nhỏ giống như vậy đây, nó bị xẹp lại thì làm cho không đảm bảo được cái chức năng trao đổi khí và gây ra cái tình trạng em bé nhà mình nó thiếu hụt khí rồi trong cơ thể. Bên cạnh đó thì có một số nguyên nhân khác, ví dụ như là cái phế nang nó bị tràn ngập ở một số chất lạ làm cho nó phá hủy cái protein, nó làm phá hủy cái chất xơ phát tăng trong phế nang. Nào, ví dụ như là chất phân su meconium hoặc là những cái chất dịch như là máu hoặc là những cái dịch nước ối mà bị hít vào, hay là có những cái dịch viêm vi khuẩn protein làm cái phù nề cái phế nang, làm tổn thương phế nang và làm cho bé nhà mình nó biết. Và bên cạnh cái việc mà về cấu trúc, về giải phẫu và những cái nguyên nhân bệnh lý mà làm cho em bé nhà mình nó cái phổi của em bé nó không hoàn thiện, thì một một yếu tố nữa đó là cái ảnh hưởng của việc sinh lý của quyền chuyển dạ, nó làm cho em bé nhà mình nó còn mắc cái hội chứng siêu hấp. Đầu tiên đó là cái việc mà tái hấp thu dịch phổi của em bé nó phải diễn ra đúng. Còn nếu một quy trình nào đó nó làm cho nó cái quá trình tái hấp thu dịch ở phổi của em bé nó bị rối loạn thì nó cũng làm cho xuất hiện những triệu chứng em bé nhà mình nó thiếu hụt oxy. Thứ hai là cách em bé nó ra đời. Ở đây đó nó thể hiện lên một cái việc rằng là những cái bệnh lý về siêu hấp ở trẻ sơ sinh non tháng nó rất là khác biệt so với những em bé sinh non và những em bé trẻ lớn. Đối với những trẻ lớn thì đa phần nguyên nhân thì nhiễm trùng hoặc là những cái bất thường dị tật bẩm sinh ở đường đường thở thì có làm cho em bé nhà mình nó mắc hội chứng siêu hấp. Tuy nhiên đối với trẻ sơ sinh thì cái việc em bé nó sinh ra đời, cái việc mình can thiệp khi sinh nó cũng là đóng vai trò ảnh hưởng đến cái việc thở của em bé. Và họ cũng khuyến khích rằng là cái việc mà em bé được đi ra ngã đường âm đạo thì nó giúp cái việc rằng là có lồng ngực nó tống được dịch ở trong phổi nó tốt hơn và nó kích thích các phế nang và phát triển nó tốt hơn. Ở đây là một cái phế nang ở trong bào thai. Phế nang ở trong bào thai thì các bạn biết rằng là áp lực ở trong 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 phổi á, thì trong quá trình mẹ bà mẹ mang thai thì rất là cao vì cái phổi ấy không có tác dụng là trao đổi khí. Thì trong cái phổi phế nang thì nó chứa đầy dịch, và khi một cái cơ chế rằng là tăng tiết những cái chất ở chuyển dạ cũng như là quá trình mà trẻ đi qua một cái ống tiêu hóa mà chật hẹp và có co bóp lồng ngực thì nó sẽ kích thích cái việc chuyển dịch cái dịch thể ở trong phế nang đi vào trong cái hệ bạch huyết và nó hấp thụ vào cái hệ tuần hoàn và giúp cho cái phổi của em bé nhà mình nó không còn dịch nữa mà nó sẽ tràn ngập khí, và từ cái khí đó nó sẽ khởi phát lên cái nhịp thở đầu tiên và làm cho em bé nhà mình nó có oxy hóa máu tăng dần lên. Các bạn có biết được rằng là chỉ số oxy máu của trẻ thai nhi mà sau khi mới sinh đó thì đạt bao nhiêu không? Các bạn nào biết không? Các bạn nào biết được là chỉ số mà oxy hóa máu của những trẻ sơ sinh mới sinh thì là bao nhiêu là bình thường không các em? À,
cái phần mềm này cô không rõ là chúng ta sẽ phải bật danh sách lớp ở đâu nè. Thấy ở trên góc có chữ show participant đó cô. Ok rồi, ở đây các bạn đều có viết tắt hết. Rồi có một bạn, có bạn nào trả lời cái câu này cho cô không? Dạ thưa cô là chỉ số SPO2 đúng không cô? Ừ đúng rồi, chỉ số SPO2. SPO2 là thường là trên 90% mà được tốt nhất là trên 95%. Ừ. Có bạn nào câu hỏi khác là câu của họ cô là chỉ số SPO2 của những em bé sơ sinh mới sinh đó nha, từ trong bào thai của mình á, mới sinh ra đời thì bao nhiêu là bình thường không? Rồi cô mời bạn Cao Sĩ Thiện hay là Cao Sĩ à, gì đây vì tên không thấy có dấu. Cao Sĩ Thiện. Bạn có câu coi câu trả lời khác không? Mời bạn Thiện. Rồi. Không có bạn Thiện thì mời bạn Hiệp Hòa, Đinh Thị Hiệp Hòa. Em có câu hỏi khác, câu trả lời khác không Hòa? Dạ, em nghĩ là SPO2 là khoảng từ 94 tới 96%. Ừ, 94-96% bạn Hòa như vậy. Rồi, bạn Huỳnh Phương Anh, bạn có con số khác không? Dạ alo, dạ không cô. Ừ. Không, rồi. Cảm ơn các em. Thì các em đây những con số đó thì nó phù hợp với những em bé sơ sinh mà đã sau ít nhất khoảng là 10 đến 15 phút sau sinh thì đó là chỉ số SPO2 của em bé bình thường và là cái thuộc với nhóm em bé đủ tháng. Còn riêng câu hỏi của cô rằng là SPO2 của em bé trẻ sơ sinh thì mới sinh là bao nhiêu là phù hợp. Thì các bạn biết được rằng là trong bào thai nó có mọi sự trao đổi khí oxy CO2 đi qua cái mạch máu rốn và cái rô rốn của bà mẹ thì không thể nào mà cung cấp SPO2 nó 99% được, nó phải đi qua cơ thể bà mẹ rồi mới đến được em bé. Thì SPO2 hay là nồng độ oxy trong máu của thai nhi thì dao động khoảng từ 67 đến 70% thôi các em. Chính vì vậy mà khi em bé nó mình sinh ra đời á thì không phải em bé nào nó cũng hồng hào liền đâu. Nhé. Các bạn biết được là cái khi mà thấy em bé nó tím là nồng độ SPO2 của em bé bao nhiêu? Tại bắt đầu chúng ta ghi nhận triệu chứng tím. Dạ dưới 50 ạ. À, dưới Dưới 50 luôn. Rồi. Dạ. Bao nhiêu? Dạ cũng phải dưới 80 không ạ? À, dưới 80 khoảng đó nhưng mà sẽ dưới khoảng 85 á, thì bắt đầu chúng ta mới thấy triệu chứng tím. Thì chính vì vậy là cái SPO2 của em bé nó mới sinh nó sẽ thấp hơn cái khoảng đó nữa. Đó là khoảng cỡ là nếu mà sinh ra đời nó khoảng cỡ 70, 75 mà dưới 80 và sau đó dần dần thì khi mà em bé nó khóc và cái dịch ở trong phổi nó hấp thu hết đi, nó khí nó đi vào và nó trao đổi khí, đồng thời là những cái chất gây co mạch phổi nó bị thay thế bằng chất giãn mạch phổi, chút cái mạch máu phổi nó giãn nở ra và nó tác động vào cái việc trao đổi khí nó thuận lợi hơn. Và chính vì vậy SPO2 của em bé nó sẽ lao thang dần, mới sinh có khoảng từ 60 đến 70%, sau 5 phút nó khoảng từ 80% và khoảng 10 phút thì dao động khoảng từ trên 85% đến 90% và sau đó thì em bé nó sẽ đạt được mức độ SPO2 bình thường là trên 90%. Và cái mục tiêu SPO2 này nó cũng thay đổi tùy thuộc vào cái tuổi thai. Với trẻ sinh non thì chúng ta SPO2 nó mong muốn mà đạt được của em bé sơ sinh đó, thì khoảng từ 91 đến 95 thôi. Nhưng riêng đối với trẻ đủ tháng thì chúng ta sẽ phải mong muốn SPO2 nó cao hơn là 95, gần tương đương với người lớn. Đó, thì cái nhịp thở đầu tiên nhờ cái áp lực âm
vào và khởi phát cái nhịp thở, và cái việc di chuyển dịch từ trong phế nang đi vào cái khoảng kẽ thì làm cho cái áp phổi nó giảm xuống và giúp cho em bé của mình nó hồng hào lên. Các bạn có thể thấy cái những cái hình ảnh này, thấy em bé nó sinh ra này đâu có hồng hào, nó đỏ rực đâu mà nó rất là xấu xí, ngoài việc nó dính rất là nhiều dịch ối máu mè của mẹ, em bé nó khóc đó, nó thở đó, nhưng mà nó không có được hồng hào, nó đẹp đâu. Và nó nhìn nó họ gọi là họ mô tả là dùng những giống như con khỉ như vậy. Nhưng mà sau đó một hai ngày các bạn sẽ nhìn lại, em bé nó sẽ rất là khác, nó xinh hơn. Rồi chúng ta sẽ đi vào cái phần chính ngày hôm nay. Đó thì nhắc lại cho các em, nó định nghĩa về siêu hấp. Là siêu hấp cấp là một cái sự rối loạn về chức năng của phổi gây ra cái sự thất bại trong quá trình trao đổi khí. Nó có thể đến từ các nguyên nhân từ ở phía tại phổi, ngoài phổi, từ đường nguồn dẫn khí hay là từ tầng phế nang. Và hội chứng này nhắc lại nữa là rất gặp, hay gặp ở trẻ sơ sinh, và hầu như đến 100% trẻ sinh non á, và dưới 34 tuần thì đều có thể là bị mắc hội chứng này. Và nguyên nhân mà lại em bé nhà mình tử vong á, thì đây là siêu hấp là một cái nguyên nhân hàng đầu, và sau đó là đến nhiễm trùng. Và siêu hấp này nó sẽ kéo theo cái những cái biến chứng khác, ví dụ như có thể bệnh lý tràn khí hay tổn thương não, xuất huyết não, bệnh lý võng mạc hay là bệnh phổi mạc sau này. Và những dấu hiệu siêu hấp các em cần phải nhớ, đầu tiên đối với lại là về khám lâm sàng thì chúng ta phải chú ý được là cái toàn trạng của em bé, màu sắc da môi như thế nào, có hồng hào hay là tím tái hay không. Thứ hai nữa là tình trạng của em bé như mình á, thì em bé nó thở như thế nào, thở có đều hay là nhanh hay chậm, cái kiểu thở của trẻ là có thở có đều đặn hay không, có phải là có cơn ngưng thở hay là em bé nhà mình nó cơn ngưng thở ngắn hay cơn thở dài, có kịp thở bất thường gì hay không. Chúng ta phải lắng nghe xem thử cái em bé nhà mình thở nó có êm dịu hay không, hay là có cái tiếng thở rên, thở rít thanh quản. Ở đây các bạn sẽ xem một cái video clip một em bé thở, và các bạn sẽ mô tả cái kiểu thở này cho cô nhé. Rồi, bạn có muốn coi lại một lần nữa không? Dạ, cô cho xem lại một lần nữa được không? Rồi. Rồi, các em thấy thử là em bé thở như thế nào? Những dấu hiệu nào liền về siêu hấp mà các em ghi nhận được trên em bé này? Tôi cũng là nhìn video thì thấy trẻ có thở nhanh, và lúc thở thì có hiện tượng rụt lõm lồng ngực, và có hiện tượng rụt lõm hõm ức rõ. Với lại lúc thở thì hình như bé phải cử động cả tay chân trong trạng thái kích thích cho cô dù đang thở oxy. Rồi, cảm ơn em. Thì bạn đã mô tả ra khá là đúng về cái triệu chứng ở đây. Thì rõ ràng là em bé nhà mình á, đầu tiên chúng ta phải quan sát là chi? Là màu sắc da môi của em bé lẫn hồng, đúng không? Các em có thấy là chân cái bàn chân của em bé nó hồng không? Đó. Thì em bé nhà mình đầu tiên hồng, và chắc chắn là em bé mình bây giờ là đang được theo dõi cái PSPO2 là cái màu đỏ đỏ mà các em nhìn thấy ở đây. Thứ hai nữa là em bé nhà mình đang được hỗ trợ hô hấp là oxy như bạn mô tả. Và cái thở ở đây mặc dù là cô chỉ chiếu cho các bạn khoảng 5-7 giây thôi, nhưng các bạn cũng thấy gì là 7 giây mà ước tính là một cái nhịp thở của em bé khoảng cỡ 10 đến 12 lần. Thì ước tính là nếu mà nhân lên trong vòng 1 phút thì nhịp thở của em bé nó cũng khá là nhanh, dao động khoảng 80 đến 90 lần một phút, thở nhanh. Và em bé này thì có cái việc là rút lõm.
lồng ngực với ngõm dưới dưới sườn khá là rõ. Thì còn tuy nhiên cái vấn đề mà bãi no bạn em nói về cái em bé nhưng mà nó kích nó vận động tay chân thì thường cái này thì cô chỉnh lại nó không phải đâu. Thì đối với những em bé mà nếu mà trong tình trạng mà nó siêu hấp mà nó tím tái biểu hiện thiếu khí thì thường em bé nó kích thích, thì kích thích em bé thường là kích thích vật vã kiểu ra mồ hôi rồi tím tái. Thế còn đây là em bé nhà mình đến cử động tay chân đó thì không phải là cái dấu hiệu mà em bé nhà mình nó vật vã kích thích trong biểu hiện là thiếu khí. Rồi chúng ta đi lên theo một phần nguyên nhân thì các bạn phải cần, đối với Y6 thì chúng ta phải cần định hướng cái nguyên nhân. Thì đối với những trẻ siêu hấp thì tùy thuộc vào tuổi thai, yếu tố lúc sinh và triệu chứng lâm sàng thì chúng ta sẽ định hướng rằng là cái em bé nhà mình bị siêu hấp là vì sao. Có thể nguyên nhân tại phổi bao gồm là bệnh màng trong, thì có thể gặp những em bé sinh non chậm hấp thu dịch phế nang, thì có thể gặp những hay gặp ở trẻ đủ tháng, đặc biệt là những trẻ mà sinh mổ chủ động, con của bà mẹ đái tháo đường. Viêm phổi thì thông thường trường hợp là bà mẹ có yếu tố nhiễm trùng thời gian vào ối kéo dài, cũng như hay là em bé nhà mình có thời gian phải can thiệp thở máy điều trị tại đơn vị hồi sức kéo dài. Hội chứng huyết phân su hay là gọi họ biến chứng là viêm phổi huyết á, thì cái hội chứng này có thể gặp ở những trẻ, nhóm trẻ mà già tháng quá ngày sinh và phải có tình trạng rằng là em bé nhà mình có nước ối xanh bẩn, da rồi tụm phân su, hoặc là em bé nhà mình siêu hấp mà khi chúng ta đặt nội khí quản chúng ta ghi nhận được là phân su có nằm ở trong trong đường thở. Xuất huyết phổi thì gặp những em bé chủ yếu là những em bé sinh non hoặc là những trường hợp em bé đủ tháng mà phải thở máy, có bệnh lý kèm theo tim bẩm sinh kèm theo cho vòng ống động mạch. Cán khí phổi bẩm sinh thì thường phải liên quan đến việc chúng ta chẩn đoán trước sinh, và thứ hai nữa là những em bé mà siêu hấp chúng ta chụp X quang và chúng ta có nhìn thấy hình ảnh bóng khí bất thường ở trên X quang. Hay rằng đối với những em bé mà chúng ta gặp đó, mà có nguyên nhân tắc nghẽn đường thở như hội chứng Pierre-Robin, tắc mũi sau bất thường về đường thở ví dụ như là hẹp hay mềm sụn thanh quản. Và nguyên nhân bên ngoài phổi mà chúng ta phải chú ý luôn luôn cẩn trọng đối với những em bé sơ sinh mà siêu hấp mà càng tím tái, đặt câu hỏi chúng ta đặt ra là trẻ mình có bị mắc tim bẩm sinh hay không. Thì nguyên nhân cho tim mạch thì có hai cái bệnh lý mà chúng ta hay gặp ở trẻ sơ sinh, đó là tim bẩm sinh có tím hoặc là trong tình trạng là tăng áp phổi nguyên phát. Cái tăng áp phổi nguyên phát này có thể đến từ nguyên nhân từ từ bệnh lý nhu mô phổi, ví dụ như là tiểu sản phổi, viêm phổi mức độ nặng, hoặc là những dị tật bẩm sinh như thoát vị hoành. Những nguyên nhân chèn ép ở bên ngoài thoát vị hoành để tràn khí màng phổi, những cơn ngưng thở ở trẻ đẻ nhân non cho hệ thống thần kinh của trẻ chưa trưởng thành, các bệnh lý thần kinh cơ với khối u chèn ép, những nguyên nhân về tràn dịch, tràn máu màng phổi, tràn dịch trưởng chất, ha. Những nguyên nhân về thần kinh như viêm màng não mủ, xuất huyết não, hay là những ứ động, cơ thể của trẻ sơ sinh bị ứ động rất là nhiều chất độc trong các bối cảnh bệnh lý là rối loạn chuyển hóa bẩm sinh. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào một cái bệnh lý mà các em sẽ, nếu mà có cơ hội mà dịch bệnh ổn định, các em được đi gặp lâm sàng, đi khám lâm sàng thì tần suất các em gặp cái bệnh này là khá nhiều ở tại đơn vị hồi sức sơ sinh, vì đa phần những trẻ có bệnh lý sinh non thì mới nằm ở đơn vị sơ sinh, và thường mà trẻ đông tháng thì lại gặp cái bệnh này khá là cao. Thì ở đây là cái tình trạng cái phổi dưới chưa trưởng thành do cái việc thiếu hụt sơ phát tăng. Và có một nguyên lý rằng là đối với tuổi thai càng nhỏ thì tỷ lệ mắc bệnh màng trong càng cao. Và khi mà tuổi thai nó càng lớn lên thì nó sẽ cái trưởng thành về mặt giải phẫu của phổi cũng như cái sự sản xuất chất xơ phát tăng ở trong phế nang nó tốt hơn, thì nó giảm dần cái nguy cơ trẻ bị mắc bệnh phổi mạn, bệnh phổi, bệnh màng trong. Và để điều trị cái bệnh màng trong này á, thì không phải không có cái gì mà gọi là tuyệt đối mà điều trị chắc chắn là em bé nó khỏi hết cả. Nó cần phải có tích hợp rất nhiều phương pháp. Đối với lại lâm sàng của bệnh màng trong hay là bệnh phổi do thiếu chất xơ phát tăng thì các em sẽ ghi nhận rằng là trẻ có biểu hiện siêu hấp ngay sau sinh, và thường là cái dấu hiệu siêu hấp này nó sẽ tiến triển nặng dần lên, đỉnh điểm là 24 đến 48 giờ, và em bé nhà mình có thể rơi vào tình trạng nguy kịch
ngưng thở, phải vô thở máy và thậm chí là tử vong rất là nhanh. Có một số em bé khác khi mà tuy rằng là cái sức khỏe của em bé nhà mình nó tốt hơn, ví dụ như em bé mình non tháng muộn từ 33 34 tuần thì em bé nhà mình nó có thể ổn định được, vượt qua được cái giai đoạn nặng từ 24 đến 48 giờ, thì sau đó em bé nó sẽ cải thiện dần cái tình trạng hô hấp. Và tuy nhiên rằng là nếu mà chúng ta không có can thiệp thì trẻ có thể phải phụ thuộc vào thở máy khá là lâu. Đối với trẻ sinh non mắc bệnh bần trong thì cái việc thở oxy, hỗ trợ oxy cho em bé là điều rất là quan trọng. Tuy nhiên cái phương pháp để hỗ trợ oxy cho em bé là phương pháp gì thì người ta vẫn khuyến cáo rằng là đối với trẻ sinh non mắc bệnh bần trong là CPAP qua ngạnh mũi, giống như cái hình mà các em nhìn đó, vẫn là phương pháp tối ưu giúp cho trẻ nở được cái phổi ra và giảm cái nguy cơ nó tổn thương cái phế nang. Tuy nhiên nếu mà tình trạng trẻ nặng hơn thì chúng ta cũng cần phải cân nhắc chuyển sang những cái mốt thở, kiểu thở nó hỗ trợ mức độ can thiệp nó nhiều hơn. Đây là hình ảnh của bệnh bần trong. Thì đối với lại chẩn đoán bệnh bần trong thì đầu tiên chúng ta sẽ dựa vào cái tuổi thai. Thứ hai nữa là triệu chứng lâm sàng có biểu hiện siêu hấp. Thứ ba chúng ta sẽ dựa vào là cái X quang. Và hình ảnh mà chúng ta nhìn ở đây thì các bạn dựa vào cái độ ở bên tay trái thì các em nào có thể trả lời cho cô biết là cái X quang này thì các em nghĩ đến em bé nó mắc bệnh bần trong độ mấy không? Tuyết Nhi có thể trả lời cho cô không? Alo, có bạn Tuyết Nhi không? Dạ có cô. Rồi, Tuyết Nhi có thể trả lời cho cô là cái hình X quang này thì các em nghĩ đến được là em bé bị bệnh trong độ mấy không? Em muốn dạ, cần bạn có dạ có phải độ hai em nó không trả lời được em trợ rồi em nghĩ là bệnh em bé này cái quan này thì trong độ mấy, nếu không trả lời được thì mời một bạn khác hỗ trợ cho em. Dạ có phải độ hai không cô? Rồi độ hai, bạn Tuyết Nhi nghĩ là độ hai. Các bạn khác dưới Tuyết Nhi là Diệu Ái, Diệu Ái nghĩ là độ mấy? Dạ thưa cô là em cũng nghĩ là độ 2. Em cũng nghĩ độ 2. Cô cũng nghĩ là em bé này mắc bệnh bần trong ở độ 2. Thì các bạn sẽ nhìn thấy rằng là đối với lại bệnh bần trong thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lồng ngực của trẻ sơ sinh á thì nó giống như là một cái quả chuông. Nó cho thấy rằng là trong trong bào thai cái phổi nó không được nở giãn nở ra tốt nha. Thì nó sẽ hình hình chuông. Các bạn nhìn thấy không? Phía trên nó thì nhỏ mà xuống dần dần nó to hơn. Đó. Thứ hai nữa rằng cho thấy cái thể tích phổi của em bé nó nhỏ, nó chưa phát triển đầy đủ thì làm cho cái thể tích phổi nó bị nhỏ lại nha, nó hình chuông như vậy. Thứ hai nữa là đối với lại khi mà chúng ta chụp X quang chúng ta sẽ thấy cái tổn thương nó phổi ấy, thì nó sẽ mờ lan tỏa và thường là nó khá là đồng nhất từ trên xuống dưới. Em thấy nha, cái từ trên xuống dưới là cái hình ảnh mờ nó tương đồng với nhau, bên trái cũng vậy, bên phải cũng vậy. Nếu còn khác với lại những hình ảnh viêm phổi hay huyết phổi, viêm phổi huyết thì thấy là có chỗ mờ, chỗ nhạt, thì đó là những cái tổn thương phổi không đồng nhất. Thứ ba nữa là chúng ta đang nhìn từ độ 1 thì hình ảnh lưới hạt nhỏ rải rác, hình ảnh lưới hạt nhỏ là giống như cái hình mà lưới đánh cá đó, thì các bạn sẽ thấy là nhỏ li ti này, lưới hạt, rất là nhỏ đồng nhất. Ở đây thì ở đây chúng ta vẫn thấy hình ảnh cái lưới hạt. Thứ hai nữa là hình ảnh của nhánh khí phế quản đồ là đây, cái đường khí đen đen các bạn thấy không? Đó, để đây là hình ảnh có việc rằng là cái phế nang nó bị xẹp và cái ứ khí ở trong cái nhánh khí quản, và là chúng ta mới chụp X quang đây là chúng ta mới thấy được hình ảnh khí quản đồ ở đây. Độ 3 là lưới hạt lan tỏa và nó khi mà cái phế nang nó kém phát triển bao nhiêu thì nó sẽ trắng bấy nhiêu. Thì thấy rằng là ở phía bên X quang của chúng ta thì chúng ta vẫn nhìn thấy được cái bờ cong của tim.
Thì cái X quang này nó hơi xoay qua phía bên tay tay trái, nên là cái bờ cong ở tim đây chúng ta nhìn không rõ, nhưng thực chúng ta nhìn kỹ thì chúng ta vẫn thấy cái bờ cong của tim ở ở đây ha. Đó. Thì ở đây thì chúng ta rõ ràng là nó có thể là giai đoạn 2 hoặc là bắt đầu chuyển sang giai đoạn 3, giống như bạn Ái và bạn Nhi đã có cái câu trả lời. Rồi, đối với dự phòng siêu hấp cho trẻ sinh non thì đầu tiên quan trọng nhất là chúng ta phải ngăn ngừa cái việc sinh non nó xảy ra, nó giúp cho cơ hội là cái phổi em bé nó trưởng thành. Thứ hai nữa là liệu pháp corticoid trước sinh. Corticoid trước sinh thì giúp cho cái việc là corticoid trước sinh đó thì sẽ làm cho cái phổi của em bé nó có cơ hội nó trưởng thành tốt hơn. Và việc mà chúng ta sử dụng corticoid á thì chúng ta phải cân nhắc vì coi thử cái sản phụ nó có chuyển dạ trong vòng 9 đến 10. Đợi chị cô xíu nha. Cái việc sử dụng corticoid trước sinh nó rất là quan trọng cho cái việc giữ dòng siêu hấp này, nhưng chúng ta phải cân nhắc rằng là cái dùng corticoid khi nào nó phù hợp, phải khi nào mà bà mẹ có dấu hiệu nguy cơ nói về sinh non trong vòng 7 ngày đó. Chứ còn nếu mà chúng ta dùng sớm quá thì rằng là nó cũng không còn tác dụng. Và việc cái sử dụng corticoid trước sinh này á, nó giúp nó giảm tỷ lệ siêu hấp cũng như xuất huyết não và tử vong sau sinh. Thì việc sử dụng corticoid thì giúp cái phổi nó trưởng thành, thì làm giảm cái nguy cơ em bé nhà mình mới thở máy xâm lấn, thì từ đó nó sẽ giảm những gì có biến chứng liên quan đến cái việc mà chúng ta can thiệp xâm nhập cho trẻ sơ sinh. Thì đây là một cái thực hành về gói mà hỗ trợ hô hấp cho trẻ sinh non. Chúng ta thấy là qua thời gian thì rất là có nhiều can thiệp bên cạnh là hỗ trợ về corticoid, thì có rất là nhiều cái can thiệp mới họ đã nghiên cứu và chứng minh là nó có hiệu quả trong việc cái hỗ trợ hô hấp cho trẻ sơ sinh. Đầu tiên là chúng ta sẽ thấy là từ năm 2007 cái việc mà đưa CPAP đã được đưa vào hỗ trợ rất là sớm ngay tại phòng sinh và phòng mổ, giúp cho những trẻ sinh non có thể nở phổi ra, hỗ trợ thở tốt hơn. Và sau đó thì bắt đầu từ năm 2009 thì với việc là cho hỗ trợ CPAP thì bắt đầu là em trẻ sơ sinh không cần phải nhịn nữa, họ bắt đầu cho em bé nó ăn nha, ăn một ít sữa mẹ, có nghĩa giống như là trophic, gọi là ăn nuôi ăn tối thiểu. Và sau dần nó tùy vào tuổi thai, tùy vào cân nặng thì người ta sẽ cho những cái kế hoạch cho em bé nó ăn, và mình mong muốn rằng là trẻ sơ sinh sẽ được nuôi dưỡng đường tiêu hóa càng sớm càng tốt. Và từ giai đoạn từ ngày 2007 đến 2009 thì người ta đã bắt đầu rằng là đưa cái chỉ số nồng độ oxy cần cho hồi sức sơ sinh là chỉ là 30% thôi. Các em sẽ thấy rằng ở tại phòng sinh, phòng mổ là sẽ có một hệ thống trộn oxy để giúp đưa cái nồng độ oxy nó phù hợp đối với trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ đẻ non. Chúng ta chỉ để cho trẻ sơ sinh khoảng 30% oxy khi hồi sức, và chúng ta không muốn đưa quá nhiều oxy thì tạo rất là nhiều chất oxy hóa, làm cho em bé nó tổn thương cái phổi và mắt và não. Bên cạnh đó thì tối đầu giai đoạn này họ sẽ đưa những cái gói chăm sóc cho trẻ sơ sinh, đảm bảo rằng trẻ được chăm sóc tối ưu và không có can thiệp lắc nhắc, giảm em bé nó stress cũng như giảm nguy cơ nhiễm trùng. Đưa sử dụng caffeine, một cái chất chống ngưng thở ở trẻ sinh non vào giai đoạn từ 2010. Có tiêu chuẩn khi nào thì trẻ cần phải đặt nội khí quản và rút nội khí quản. 2011 thì đồng thuận người ta đưa ra cái chỉ số oxy hay là nồng độ oxy máu cho trẻ sinh non là 88-92. Tuy nhiên từ năm 2015 thì họ đưa một cái chỉ số mới là khoảng là 91-95% để giúp cho tối ưu hơn cái việc phát triển cho trẻ sơ sinh. Rồi, tiếp theo nữa là về phương pháp về hỗ trợ hô hấp. Thì ban đầu CPAP đã được đưa vào với hỗ trợ ở tại phòng sinh, phòng mổ. Và sau đó là thêm một cái phương pháp hỗ trợ nữa là nasal, gọi là thở SI, gọi là thở hỗ trợ có nhịp á, có pressure support, không xâm lấn cho trẻ sơ sinh ngay tại phòng sinh, phòng mổ, để cái ngăn ngừa cái việc chúng ta phải đặt nội khí quản quá sớm. Thì nếu chúng ta đặt nội khí quản thì nó sẽ kèm theo nhiều cái biến chứng, cái tổn thương phổi của trẻ sơ sinh.
Và đến tiết 2013 thì có những cái phương pháp thở mới được xuất hiện, bao gồm như là thở HFO. Nếu các bạn quan sát về tình bệnh bệnh COVID thì các bạn sẽ biết đến cái mức thở này. Đó là HFNC, là High Flow Frequency đó. Thì đối với những trẻ này thì họ bắt đầu họ đưa những cái mức thở càng ít xâm lấn hơn cho trẻ sơ sinh, là thở lưu lượng cao. Và tiếp theo là dòng những cái mức thở khác, ví dụ như là mức thở về điều hòa về thần kinh. Và cái phương pháp mà để mà đưa chất sơ phức tăng vào trong cơ thể, trong cái phổi của trẻ sơ sinh thì cũng đã thay đổi. Các bạn biết rằng là từ những năm dưới 2000 thì chúng ta chỉ có một cái phương pháp là chúng ta đặt ống cột khí quản, chúng ta đưa thuốc vào sơ phức tăng vào trong phổi và sau đó cho trẻ thở máy. Nhưng bây giờ sau đó thì một thời gian có nghiên cứu thì sẽ đưa những cái phương pháp khác, ví dụ như là Ensure, là chúng ta đặt một khí quản, chúng ta đưa chút sơ phức tăng vào trong phổi và chúng ta rút nội khí quản ra ngay luôn và chúng ta cho em bé thở CPAP hoặc là NIMV. Và hiện tại đến năm 2017-18 thì một phương pháp mới được đưa vào để đưa chất sơ phức tăng, đó là phương pháp LISA, thì các em gọi là Less Invasive Surfactant Administration. Có nghĩa rằng là cái thở, cái việc chúng ta đưa chất sơ phức tăng này vào không cần nhất thiết phải là đưa cái ống nội khí quản vào, mà chúng ta chỉ cần đưa một cái catheter rất là nhỏ, nó bằng khoảng cỡ đường kính này khoảng cỡ 2-3 ly đưa vào trong khí quản của em bé và chúng ta bơm sơ phức tăng vào thôi. Em bé nhà mình vẫn đang thở CPAP, vẫn thở bình thường, giúp cái làm giảm cái việc tổn thương phế nang của em bé. Rồi, và đối với chăm sóc sơ sinh sớm thì ở đây chúng ta DDC có nghĩa là delay cord clamping, thì đây là cái thời gian mà kẹp các rốn muộn, là trẻ sơ sinh được kẹp các rốn muộn là khoảng 30-40 giây, thì bắt đầu từ năm 2017, nhưng dần dần những bằng chứng cho thấy cái việc kẹp các rốn muộn đây nó có vai trò rất tốt trong cái việc là giảm nguy cơ thiếu máu, giảm cái tỷ lệ em bé như mình phải truyền máu, đồng thời là giảm nguy cơ em bé như mình bị xuất huyết não. Chính vì vậy người ta khuyến cáo rằng thời gian kẹp các rốn muộn thì khoảng từ cố gắng là từ khoảng 1 phút rưỡi cho đến 3 phút. Dao động ở đây từ 2018 đến 19 thì cái biểu đồ và cái khuyến cáo cho kẹp các rốn muộn này khoảng 3 phút. Rồi, chỉ định khi nào thì em bé dùng sơ phức tăng thì đây là khi mà cái nhu cầu oxy của em bé, bên cạnh cái X-quang phổi thì cái nhu cầu oxy nó đóng vai trò quan trọng. Thì đối với trẻ sơ sinh á, thì để đảm bảo được cái SpO2 từ 91 đến 95% mà nhu cầu oxy nó trên 40% đối với trẻ trên 28 tuần thì chúng ta phải cân nhắc rằng chúng ta phải dùng sơ phức tăng. Còn đối với trẻ sơ sinh cực non là trên 30% thì chúng ta sử dụng. Và cái loại thuốc mà ưu tiên dành cho trẻ sinh non thì vẫn ưu thích là tự nhiên, nguồn gốc là tự nhiên, thì đó bao gồm cái sản phẩm như Curasor hay là Sapanta, thì liều có thể dao động là 100 đến 200 mg bậc ký trên liều, và chúng ta có thể dùng đến liều thứ hai, nhưng mà hiếm khi đến dùng liều thứ ba. Và tốt nhất đối với trẻ cực non khi mà cái phổi nó tổn thương khá là nhiều, phổi nó kém trưởng thành rất là nhiều, thì chúng ta nên ưu tiên là liều 200. Kiểm soát nhiệt độ đối với trẻ thì rất là quan trọng trong cái việc mà hỗ trợ hô hấp, đặc biệt trên trẻ sơ sinh để non. Chúng ta vẫn phải làm những việc như là lau khô, giữ ấm trẻ bằng cách là cho trẻ chơi nằm cái giường sưởi có phủ bao ni lông, hoặc là cho em bé nằm trong lòng ấp. Và nếu mà tối ưu hơn được nữa thì chúng ta có thể cho em bé được tiếp xúc da kề da với mẹ ngay sau sinh, và cố gắng liên tục về việc mà nằm trên người bà mẹ thì em bé nó sẽ duy trì nhiệt độ nó tốt hơn, giảm cái dao động nhiệt độ, đồng thời em bé nhà mình không có thể ổn định về cơ quan, về hô hấp điều hòa nó tốt hơn. Thứ các bạn cũng biết rằng là nếu với trẻ sơ sinh mà nếu việc giảm nhiệt độ cứ giảm mỗi một độ dưới 36 độ 5 thì làm tăng nguy cơ tử vong lên 28 lần và làm cho em bé nhà mình có nguy cơ tổn thương rất nhiều cơ quan về phía sau, và tăng tỷ lệ em bé nhận mắc và những bệnh lý ví dụ như là chết hay là tử vong. Rồi, các bạn có câu hỏi gì về bệnh lý trong này không? Ta sẽ chuyển qua một bệnh mới. Nếu không có câu hỏi này thì câu hỏi nào thì chúng ta sẽ đi qua một cái bệnh lý mới, đó là chậm hấp thu về phế nang, hay còn gọi một cái cơ tên nữa là cơn thở nhanh thoáng qua ở trẻ sơ sinh. Khác với lại là cái bệnh lý trước chúng ta được chia sẻ với nhau, đó là bệnh bằng trong thì hay gặp ở trẻ sinh non, thì cái bệnh lý này á, cơn thở nhanh thoáng qua trẻ sơ sinh thì lại hay gặp hơn ở nhóm đủ tháng. Và đây thường hay có tên gọi là chậm hấp thu dịch phế nang, là vì cái cơ chế là cái dịch
của trong trong phổi nó bị kém hấp thu, nó cần thời gian thì mới kém hấp thu. Nhiều em bé thì hấp thu liền trong vòng vài phút đến 1-2 tiếng sau sinh, nhưng nhiều em bé nó có thể chậm đến tận là 1 đến 2 ngày. Thì cái biểu hiện siêu hấp của trẻ này thì nó sẽ ban đầu đến khá rầm rộ, nhưng sau đó nó sẽ cải thiện rất là nhanh, và thường trong vòng 24 giờ là nó hết. Nếu mà sau 24 giờ nó trẻ vẫn còn bị siêu hấp thì chúng ta phải cần cân nhắc rằng trẻ này nó có bệnh lý gì khác kèm theo nữa hay không. Có thể là trên cái nền chậm hấp thu phế nang đó, nhà em bé cũng có thể kèm theo bệnh mần trong ở trẻ đủ tháng, hay là bà mẹ đái tháo đường, hoặc là trẻ có bệnh lý kèm viêm phổi. Thì tương tự với lại trẻ mắc bệnh mần trong thì trẻ cũng cần phải hỗ trợ CPAP, hoặc là đối với độ siêu hấp mức độ trung bình. Còn nếu mà trẻ mà chỉ thường thở nhanh với PO2 dao động thôi thì chúng ta cũng cân nhắc có thể cho trẻ thở oxy. Lý thứ ba mà chúng ta cần phải chú ý đó là viêm phổi sơ sinh. Thì có hai nhóm viêm phổi, đó là viêm phổi bẩm sinh và viêm phổi mắc phải. Thì viêm phổi bẩm sinh ở đây thì thường nó khởi phát ngay sau sinh trong vòng 3 ngày đầu. Còn nếu mà viêm phổi mắc phải thì thường nó phải nằm trong quá trình mà nằm ở tại bệnh viện, thì thường liên quan đến cái nhóm mà trẻ phải cần phải hồi sức và cần phải thở máy. Thì yếu tố mà mắc cái viêm phổi bẩm sinh đó là sinh non, ối phổi sớm trên 18 giờ, chuyển dạ kéo dài, mẹ nhiễm khuẩn ối và có biểu hiện là nước ối bị nhiễm khuẩn. Viêm phổi khởi phát muộn thì thường cơn phổi khởi phát thường 3 ngày sau sinh. Thì nhóm khá là nhóm nhiều viêm phổi cộng đồng, nó phế cầu, HI và virus. Thì virus ở đây chúng ta có thể xu hướng cập nhật mới thì có thể là mắc viêm phổi do COVID-19. Thì đối với lại Đà Nẵng mình thì may mắn là có nhiều bà mẹ mang thai sinh con bị nhiễm COVID, nhưng mà trẻ sơ sinh bị nhiễm COVID thì chúng ta chưa có trẻ nào. Có một trẻ thì bị, nhưng mà lúc đó thời điểm em bé là 28 tuần rồi, 28 ngày rồi thì chúng ta không tính vào trẻ sơ sinh. Tuy nhiên ở cái tỉnh phía Nam nơi mà có số lượng bệnh nhân có thể dao động gần 10.000 bệnh một ngày, thì có số lượng trẻ sơ sinh sinh ra nhiễm COVID hoặc là trong quá trình ở nhà và nhiễm COVID từ người thân bà mẹ thì khá là nhiều, và nó có những cái biểu hiện bệnh lý cũng khá là đặc biệt. Thì nếu mà trong cái khuôn khổ bài học thì có chúng ta sẽ trao đổi kỹ hơn về tình trạng nhiễm COVID ở trẻ sơ sinh. Và như tương tự như vậy thì yếu tố mà nguy cơ của việc mà mắc phổi phải đó là những trẻ sinh non, hệ miễn dịch kém, cũng như là mắc dị tật bẩm sinh, mắc các bệnh lý tổn thương não, hay là ngạt phải thở máy kéo dài, hay là những bệnh lý mà phải phẫu thuật can thiệp, thì những em bé này rất là có nhiều nguy cơ là bị viêm phổi. Thì đối với viêm phổi cộng đồng hay là viêm phổi bẩm sinh thì chúng ta kháng sinh điều trị lựa chọn vẫn theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, đó là chúng ta sử dụng ampicillin và gentamicin. Còn đối với lại mà mắc phổi bệnh viện thì tùy thuộc vào cái phổ vi khuẩn mà chúng ta gặp thì chúng ta quyết định là sẽ dùng kháng sinh loại nào, có thể ticagrelor, cefepime hoặc là amikacin. Và nếu mà chúng ta thất bại thì tùy thuộc vào cái máu thì chúng ta sẽ quyết định sử dụng kháng sinh bậc 3, ví dụ có nhóm quinolone hay là nhóm cặp ba bên em. Phòng bệnh thì chúng ta cần phải phòng ngừa, có những cái chiến thuật phòng ngừa chuẩn, phát hiện và nhiều trị nhiễm trùng sớm cho bà sản phụ. Những sản phụ sinh ối phổi sớm thì cần phải uống thuốc dự phòng nhiễm trùng ối, và kỹ thuật chăm sóc sản khoa phải được tuân thủ, không có hút hầu họng, vì việc chúng ta hút thì chúng ta đưa cái vi khuẩn đó vào trong cơ thể em bé. Và sử dụng, quan trọng nhất các em phải lưu ý là khi các em đi lâm sàng á, ở vào khoa hay tất cả nơi đâu thì luôn luôn nhớ rằng các em phải rửa tay, bất kỳ cái việc mà đụng chạm cái gì đó mà với bàn tay bẩn cũng đều là lây lan vi khuẩn và làm cho em bé nhà mình nó bị nhiễm khuẩn. Đây cái bệnh lý mà liên quan khá là mật thiết với cái việc chúng ta hồi sức ngay sau sinh cũng như cái phương pháp hỗ trợ hô hấp, đó là hình thành tràn khí màng phổi. Thì đối với tràn khí màng phổi đây thì chúng ta sẽ thấy một số trường hợp là em bé đang ổn định mà bị biểu hiện xấu đi, có nghĩa là trở, bệnh gọi là bệnh trở đi nhanh chóng, thì biểu hiện tím tái, giảm SpO2, hạ huyết áp, ngưng thở, có thể nặng nề hơn nữa là chậm nhịp tim và toan kéo dài. Xử lý thì chúng ta phải tiến hành chọc hút hoặc là dẫn lưu màng phổi. Thì cô sẽ mời một bạn đọc cái X quang ở phía trên đây. Đây cái X quang phía trên đây. Thì các bạn hãy đọc cho cô biết được là theo em thì em bé nhà mình nó tràn khí màng phổi ở phía nào vậy? Phần lượng theo em nghĩ là lượng nhiều hay ít?
Mời bạn Như Diễm đi. Như Diễm nói cho cô thêm thử thêm ít quan phía trên nha em. Thì em nghĩ rằng em bé này nó tràn khí bằng phổi lượng nhiều hay ít? Và bằng khí ở phía bên nào? Như Diễm có không em? Ừ, Như Diễm trả lời cho cô, có nghe rõ câu hỏi của cô không nhỉ? Dạ có. Dạ thưa cô là em thấy địa hình đầu tiên thì em thấy là tràn khí màng phổi bên bên phải. Ừ. Theo em là lượng nhiều, tại vì tính từ khoảng cách từ cái ngoài thành ngực tới cái chỗ màng phổi thì em thấy có thể là trên 2 cm, nên em nghĩ là lượng nhiều. Lượng nhiều rồi đúng không? Rồi. Thì nếu khi em nghĩ là em bé trường hợp em bé này có cần phải phải chọc khí màng phổi không không Diễm? Dạ thưa cô, thì nếu như là lượng nhiều thì em phải dựa theo trên lâm sàng của trẻ nữa. Nếu như mà thấy xấu đi thì mình có thể chọc khúc. Rồi, nếu có nghĩa là tình trạng em bé có biểu hiện nguy kịch thì chúng ta phải cần tiến hành chọc khúc. Còn khi nào thì chúng ta không cần chọc khúc? Dạ thưa cô, là nếu mà theo dõi lâm sàng mà thấy cái tình trạng lâm sàng của trẻ không có diễn tiến xấu, tự thoái lui được thì chúng ta không cần chọc khúc. Dạ. Đúng không? Rồi, cảm ơn Diễm. Dạ. Cô cũng đồng ý với Diễm cái về chẩn đoán đoạn này cả. Diễm một câu trả lời rất là tốt. Thì đúng như các em tha như bạn Diễm trả lời đó, bạn này này nó tràn khí màng phổi ở bên phải này, và mức độ này thì có thể là mức độ trung bình đó các em. Thì đối với lại mà tràn khí màng phổi thì chúng ta sẽ can thiệp phải tiến hành chọc khúc. Thì tùy vào lâm sàng, nếu em bé chỉ biểu hiện thở nhanh gắng sức, và nếu em bé nhà mình được thở oxy mà SpO2 nó vẫn đảm bảo được trên 95%, thì và khí máu nó không có bị ảnh hưởng, có nghĩa là khí máu nó vẫn duy trì được cái nồng độ SpO2 oxy, độ bão hòa oxy ở trong máu tốt, thì chúng ta cũng không cần phải chọc khúc, và chúng ta đợi chờ rằng cái việc mà chúng ta cho thở oxy lưu lượng cao và cái khí đó nó hấp thu dần dần vào màng phổi. Tuy nhiên là nếu mà em bé có biểu hiện nguy kịch, như là nói là tím tái, giải PO2, hạ huyết áp, ngưng thở hay là chậm nhịp tim, thì chúng ta phải tiến hành là chọc hút khí màng phổi. Rồi mời bạn Lê Nguyên Bình nào. Nguyên Bình nhà cho cô thực ít quang ở phía dưới, thì em nghĩ nó là tràn khí ở chỗ nào? Dạ cô ơi, cô zoom to cái hình dưới lên giúp em với được không? Em nhìn không. Nhìn không rõ đúng không? Rồi, được chưa? Dạ. Cô là thêm là đây trường hợp này thì bệnh nhi là tràn khí màng phổi phía bên tràn khí màng phổi phía bên cả hai bên và tràn khí màng phổi là lượng nhiều ạ. Đẹp nhiều. Các bạn nào có câu hỏi khác, câu trả lời khác về cái hình ảnh mà cô được phóng to nữa không? Tràn khí ở vùng nào? Dạ thưa cô, trên cái hình X quang này thì em thấy tràn khí bên phải là tràn khí phân thủy giữa phổi phải, có kèm tù gốc tuần hoàn, nghĩ là có tràn dịch màng phổi phải. Bên phổi bên trái thì có đang phần vùng đỉnh phổi bên trái, nghĩ đây là một dấu hiệu của tràn khí màng phổi bên trái và bóng tim bị xóa mờ, nên em nghĩ là kết luận là tràn khí màng phổi khu trú bên phải và bên trái, tràn dịch màng phổi phải và trái. Rồi, cảm ơn em. Rồi, các em sẽ thấy như rằng là cái X quang phổi này, em một thấy rằng là cái những nhu mô phổi ở phía trên này của em bé thì đây là hình là nó vẫn còn cái nhu mô phổi này các em nhé. Thì cái phổi này có vẻ như là một cái nhu mô phổi trong cái bệnh lý bệnh bằng trong là nhiều hơn, vì nó khá là đồng nhất và nó cũng thấy có hình ảnh mờ. Thứ hai là chúng ta sẽ thấy rằng là cái góc sườn hoành của em bé này á, này nó vẫn còn nguyên vẹn nhé. Phía này thì hơi khó nhưng phía bên phải các bạn vẫn thấy. Và cái hình ảnh này ở đây á, thì các mình nghĩ là bóng tim nó bị lẫy lệch qua phía bên trái khá là nhiều.
Thì đối với lại cái X quang này á, thì bối cảnh này thì cô nghĩ rằng là em bé nhà mình nó có bị tràn khí. Đầu tiên nó là tràn khí trung thất nha. Tràn đó, cái hình ảnh mà những cái cục ở đây này các em này em nhìn thấy không? Đó, thì cái đây là cái tràn khí trung thất nha, nó đẩy cái tim nó bị lật lên. Với khả năng cái khối mà mờ mờ ở đây các em có nhìn thấy đây á, một là nhu mô phổi, hai là khả năng là tuyến ức nó bị đẩy lên nữa kia. Đó, nên là cái hai cái cục đen đen như vậy đấy á, thì là đây là tràn khí ở bên trung thất. Hai nữa là cái cục mà đen đen ở phía dưới này đây á, thì hình ảnh nó khá là khó để mình biết được là cái X-quang cái này có tràn khí hay không, nhưng cô nghĩ rằng là cái nhu mô phổi thôi. Còn như em nói rằng là cái cục bên này thì có thể là tràn khí ở kèm theo là phân thùy thùy giữa đó, thì cũng có thể là khí nó đi từ từ trung thất đi vào đi qua len lỏi qua trong cái thùy giữa. Thì trong những trường hợp này á, thì mình phải cân nhắc rằng là tình trạng hô hấp của em bé nó như thế nào. Vì đối với tràn khí trung thất á, thì thường chúng ta cũng hiếm khi mà đặt dẫn lưu, nhưng mà trong tình trạng em bé nguy kịch thì chúng ta vẫn có thể phải chập hút và dẫn lưu khí khí cho em bé. Và quan trọng hơn nữa, trong những trường hợp mà khí mà chúng ta nhìn rất là nhiều ở đây á, thì nếu mà được là chúng ta có thể cân nhắc về chụp CT thì coi thử đánh giá thử là cái khí đó mà nó nằm ở vị trí nào, và nhìn đôi khi mình phải chẩn đoán với những cái bệnh lý ví dụ như kén khí, khí phổi bẩm sinh. Rồi các bạn có ý kiến gì về cái quan này nữa không, cô hỏi gì về cái quan này nữa không các em? Cô ơi, vì là cái quan này là cái bóng tim bị mờ à, bóng tim của trẻ sơ sinh à? Bóng tim là sao em có thể nói to lên, cô chưa nghe rõ. Dạ, ý là cái trên cái phim dưới với cái phim trên thì mình thấy cái phim trên nhá, mình thấy được bóng tim rõ, còn cái vì sao cái dưới thì mình không thấy được rõ bóng tim ạ. Ôi, thì đó như cô phân tích nó thì có nghĩa rằng nếu mà phía dưới ở đây các em sẽ nhìn góc ở phía dưới này, cái mỏng tim của em vẫn thấy được nghe. Bây giờ các em có thấy được cái mỏng tim ở dưới này hay không? Đó. Còn phần phía trên này á, là nó tràn khí, cái trung thất là nơi cái khu vực mà chứa tim nha, với ống thực quản đó, thì khí ở đây nó làm đi nó đẩy cái lệch cái tim vào phía phía bên trái và làm chúng ta sẽ không nhìn thấy được cái hình ảnh bóng tim rõ ràng. Thứ hai nữa, điều quan trọng nữa mà chúng ta có thể nhìn thấy cái phim này á, thì chất lượng cái phim của chúng ta nó không thực sự là tốt, nó hơi bị xoay và nghiêng qua phía bên trái và làm chúng ta sẽ khó mà phân định được là cái hình ảnh của tim. Dạ, anh cảm ơn cô ạ. Dạ, thì đây chúng ta sẽ nhìn một cái X-quang tiếp theo nữa, thì các em sẽ thấy, các bạn có thấy rõ không nào? Thì cô phóng cái X-quang này nó to hơn chút xíu nha. Rồi các bạn có thấy được X-quang này chưa? Rồi các em nghĩ là em bé nó mình tràn khí màng phổi ở bên nào? Ừ. X-quang này quá dễ đúng không em? Em thấy là cái X-quang này tràn khí rõ ràng ở phía bên đây, phía trái. Và đây là toàn bộ cái vùng đen này là tràn là khí đó các em. Và nó làm cho co cũng cái phổi của em, của trẻ sơ sinh nó còn có chút xíu éo ở đây đây thôi. Và đẩy là tim và chúng ta cũng không thấy nhìn luôn cái hình ảnh của tim nằm ở đâu nữa nha, đè xẹp luôn. Và làm nhánh cái quản cũng bị đẩy lệch qua bên này. Vậy em bé đối với trường hợp này thì em bé nhà mình đang được hỗ trợ thở máy, thì chúng ta cần phải can thiệp dẫn lưu khí màng phổi cho trẻ. Mà các em có thấy khí nó được chạy ra ngoài không? Đối với lại là kỹ thuật chập hút khí màng phổi á, thì đầu tiên nó trong trường hợp cấp cứu thì chúng ta có thể tiến hành chập hút bằng kim nhỏ trước. Và đối với lại những trường hợp mà lượng khí rất là nhiều và em bé như mình đang thở máy thì chúng ta còn quan trọng là chúng ta phải đặt dẫn lưu. Thì ở đây vì bình thường nếu mà chúng ta đặt dẫn lưu thì chúng ta sẽ dùng cái ống dẫn lưu nó khá là to, nhưng mà đối với em bé này
thì chúng ta dùng kim 18, kim 20 để chọc hút, và đồng thời chúng ta sẽ kết hợp với dẫn lưu luôn. Nếu mà cái kỹ thuật mà này nó thất bại, có nghĩa là nó bị tắc nghẽn, hoặc là mà từ trong trường hợp mà trẻ vẫn tiếp tục ra khí, thì chúng ta phải cân nhắc rằng là phải mời bác sĩ ngoại qua để chúng ta sẽ làm đặt cái ống dẫn lưu to hơn và cố định luôn ở trên cái thành ngực của trẻ. Thì em bé này sau khi mà đặt cái ống này như trong video các em xem, thì em bé nhà mình nó không ổn định và phải cần phải sử dụng một cái kim to hơn, cái ống dẫn lưu to hơn để được đặt cái ống dẫn lưu ngực. Rồi ở đây thì có thêm một cái bệnh lý nữa gọi là loạn sản phổi, thì đây là một cái gọi là bệnh lý mạng phổi mạng, thì đây là một cái dự họ có nghĩa là một cái biến chứng mà của những trẻ sinh non. Thì khi chúng ta cứu em bé thì nhưng mà cái phổi hắn chưa phản là thực sự nó trưởng thành, thì nó gọi mắc là một cái bệnh lý là bệnh phổi mạng. Và những cái bệnh này nó làm cho em bé nhà mình nó phải phụ thuộc oxy kéo dài, ảnh hưởng rất là nhiều đến sự phát triển và sức khỏe. Và thậm chí ở nước ngoài thì có rất là nhiều trẻ sơ sinh em thấy là thở oxy cả đến tận mấy tháng, đến cả một vài tuổi, đến khi mà em bé nó đủ cái khả năng, cái phổi đủ khả năng trao đổi khí thì mới ngừng được oxy. Họ gọi là oxygen in home đó. Rồi đây là cô sẽ tiếp theo giới thiệu một số bệnh lý ở phía ngoài gây tại phổi, đó là những bệnh lý mà gây tắc nghẽn đường thở. Thêm một cái bệnh lý gọi là Pierre-Robin, thì gọi là cái thiểu sản xương hàm dưới. Thì những xương hàm dưới nó bị thiểu sản, nó đẩy phía sau và nó chẹn chẹn đường thở, thì những trẻ này nó sẽ tắc nghẽn và chúng ta phải cần với những cái thủ thuật can thiệp thì mới đưa giúp em bé nó thở được. Và hiện tại bây giờ thì phương pháp điều trị này đều hầu như là chỉ biện pháp nâng đỡ thôi, giúp cho em bé nó thở được, nuôi dưỡng để dần dần cái xương hàm dưới nó tăng, nó phát triển lên và nó có thể hồi phục đến khi em bé khoảng đến vài tháng tuổi. Có bệnh lý mà hẹp lỗ mũi sau thì chúng ta sẽ ghi nhận trường hợp em bé nhà mình tím siêu hấp khi em bé nhà mình đã ngậm miệng hoặc là khi em bé nó khóc. Vì khi nào vì cái hẹp cái lỗ mũi sau đây á, thì các em thấy là nếu mà các bạn nào bị đi lấy xét nghiệm COVID á, nhiều các bạn sẽ thấy rằng là đưa cái ống thông mũi để vùng tị hầu nó phải vô sát xuống với đây thì mới lấy được xét nghiệm COVID này. Nhưng đối với trẻ sơ sinh mà bị hẹp lỗ mũi sau á, thì cái phía sau nếu bị tắc nghẽn và chúng ta không có đưa được dụng cụ đi vào sâu xong với tị hầu để lấy xét nghiệm, thì những em bé này nó bị hẹp lỗ mũi sau bẩm sinh này thì nó không thể nào thở bằng mũi mà nó thở bằng miệng. Khi nào nó ngậm miệng lại thì khí nó không vào được trong phổi và em bé nó tím tái, thì chúng ta phải bắt buộc là phải đưa một cái ống vào trong miệng giúp cho em bé nó hở mở miệng thường xuyên và thở bằng miệng. Ở đây là teo thực quản, là một cái dị tật mà liên quan đến việc là em bé nhà mình nó bị cái thực quản này nó bị teo và có một cái đầu của đầu dưới thực quản nó dò vào trong cái khí quản và làm cho những cái dịch ở trên mẹ nước miếng, nước bọt mà cái sữa cho em bé nhà mình nó uống nó không có đi xuống được dạ dày và tắc nghẽn ở tại cái vùng ở đầu trên này và nó đi vào trong phổi, nó trào ngược lên lại em bé nó hít thì nó mắc lên một cái bệnh hội chứng hít và làm cho cái phổi nó bị tổn thương. Khi mà chúng ta chẩn đoán là teo thực quản thì chúng ta phải cân nhắc phẫu thuật sớm, vì nếu chúng ta để càng lâu thì cái dịch là mọi thứ nó trào ngược vào phổi càng nhiều về gây nhiễm trùng càng viêm phổi càng nặng. Thì chẩn đoán chúng ta sẽ là đa ối, bú, em bé bị sặc, bị tím, ứ đọng nhiều đầm dãi hay là hiện tượng sùi bọt cua và chúng ta đã ống thông dạ dày thì không vào được. Thì vì chẩn đoán đây chúng ta sẽ có cái phương pháp chẩn đoán như sau. Đầu tiên là kỹ thuật chụp X quang cộng với bơm khí. Các em có thấy rõ X quang không các em? Thấy cô. Các em thì thấy là kỹ thuật chúng ta sẽ dùng đặt cái ống sông dạ dày vào đây và chúng ta tiến hành bơm khí từ 10, bơm rất là nhanh, khoảng 15 đến 20 ml khí. Chúng ta thấy cái đầu trên ở đây, thấy các em thấy chưa? Đó. Thì cũng là cái em bé này chúng ta sẽ nếu mà chúng ta vẫn không chắc chắn được rằng là cái hình ảnh này có phải là teo thực quản, cái đầu trên thực quản hay không, thì chúng ta sẽ cân nhắc việc là chụp X quang có bơm thuốc cản quang. Hình ảnh của bơm thuốc cản quang này thấy có rõ hơn đúng không các em? Tuy nhiên rằng là tuy nhiên cái bơm hình mình ở đây thì cân nhắc vì sao mà chúng ta có hai cái kỹ thuật này mà không có chụp cản quang liền luôn mà phải bơm khí.
Thì đối với những trẻ sơ sinh đó, cái việc mà chúng ta bơm thuốc cản quang vào trong cái đầu trên này á, thì có nguy cơ rằng cái thuốc cản quang này nó không có đi xuống dưới mà nó có thể nó trào ngược lên trên lại và nó hít vào trong cái phổi em bé. Chính vì vậy chúng ta sẽ ưu tiên là bơm khí trước. Nếu mà chúng ta vẫn thấy không rõ ràng và hội chẩn bên ngoài thì không họ vẫn không chấp họ thấy không có đủ bằng chứng để họ tiến hành phẫu thuật thì chúng ta mới cân nhắc để bơm thuốc cản quang. Thì thuốc cản quang chúng ta chỉ dùng ít thôi, khoảng cỡ 3 4 muỗng cà phê đủ để cho đi qua cái đầu trên của thực quản. Chúng ta chiếu lên nhìn thấy to, nhưng thực ra những trẻ này thì chúng ta chỉ cần một lượng ít là khoảng dưới 5 ml thì chúng ta đã thấy được cái đầu trên rồi. Rồi, những bệnh lý tiếp theo mà chúng ta có thể gặp và thường đó thì số lượng mà trẻ sơ sinh mắc bệnh thoát vị hoành thì cũng không phải là nhiều đâu. Một năm chúng ta cũng khoảng cỡ từ từ 5 đến 6 trẻ, có nếu năm nhiều thì có thể lên 10 trẻ. Nhưng đây là một cái bệnh lý mà rất là nặng, tiền phẫu cũng rất là nặng và hậu phẫu cũng rất là nặng. Thì đó là do cái cơ hoành, ở đây chúng ta có thấy là cơ hoành nó vẫn còn nguyên vẹn ở đây. Cho bên này chúng ta đã thấy không thấy cơ hoành và toàn bộ ruột, có thể là dạ dày, lách nó đi lên từ từ dưới cái bụng này, nó lên trên trên phổi. Và thường là chúng ta sẽ thấy rằng là thoát vị hoành bên trái là gặp nhiều hơn bên phải. Chính vậy khi khám lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy là tim nó bị đẩy lệch bên phải và thông khí bên trái thì nghe kém hơn, có thể nghe tiếng lọc bọc giống như là tiếng của ruột. Và hậu quả của việc mà thoát vị hoành ở đây không chỉ là cái ruột nó không đảm bảo chức năng, nó còn nên liên quan đến cái việc rằng là mà cái phổi nó bị chèn ép rất là dài trong quá trình bào thai, thì thường kèm theo cái tiện thiểu sản phổi và làm kèm theo cái tăng áp phổi và trẻ tử vong trong cái cơn tăng áp phổi thiếu khí. Đây, cho dấu hiệu lâm sàng em thấy rằng là cái bụng nó bị thiểu sản vì tất cả các cơ quan nó lên trên ngực hết rồi, nên cái gọi là bụng lõm hình thuyền, siêu hấp. Và tiếng nếu mà thoát vị hoành bên trái thì chúng ta sẽ nghe được cái tiếng tiếng tim bị đẩy lệch. Rồi thì đối với lại khi mà em bé nó bị bẩm sinh có tím, khi bị tím thì chúng ta phải cân nhắc chẩn đoán rằng em bé có tím như vậy á thì nguyên nhân tại phổi, tại tim hay là tại tại bề mặt tại phổi, thì chúng ta sẽ dựa vào khí máu để chúng ta ước lượng rằng là em bé nhà mình nó nguyên nhân nào. Một cái test mà chúng ta cần phải biết đó là test oxy để đánh giá cái nguyên nhân tím trung ương. Thì chúng ta cho em bé thở oxy với nồng độ 100% trong vòng 10 phút và chúng ta lấy khí máu. Nếu mà nồng độ oxy trong máu khá là thấp thì chúng ta nghĩ dưới 50 chúng ta nghĩ là tim bẩm sinh có tím hoặc là cao áp phổi tồn tại. Còn nếu mà khi chúng ta cho oxy 100% mà cái SpO2 của em bé nó tăng lên trên 100 thì chúng ta nghĩ lên là cái tím này là do nguyên nhân nhu mô phổi. Những bệnh lý mà tim bẩm sinh phụ thuộc ống thì có những bệnh lý mà rất là nghiêm trọng, có nguy cơ tử vong, mà nếu chúng ta không phát hiện sớm thì em bé nhà mình nó tử vong và nó sẽ trùng hợp với những cái thời điểm mà chúng ta tiêm vaccine hay là chúng ta tiêm thuốc gì cho em bé, thì có thể người nhà họ đổ lỗi cho chúng ta rằng là em bé nhà mình nó có thể bị phản ứng sốc phản vệ với thuốc và tử vong. Nhưng đâu đó thì nó không phải, đó là những cái bệnh lý mà tim bẩm sinh có tím mà nó trình cờ là ngày thứ hai thứ ba nó bị đóng ống động mạch và em bé nó có thể đột ngột và nó tím tái và tử vong. Thì bệnh cảnh lâm sàng của tim bẩm sinh có tím mà có tuần hoàn phổi tệ thuộc vào ống động mạch thì bao gồm là tím này, SpO2 giảm nặng ngay sau sinh luôn, sẽ siêu hấp rất là nặng, toàn chuyển hóa, gan lết to. Và thường chẩn đoán em bé nhà mình đôi khi nếu mà không được chẩn đoán trước sinh thì có thể chẩn đoán nhầm với ngạt hoặc là siêu hấp sơ sinh. Thì khi chúng ta mà thấy em bé nó tím mà siêu hấp nặng sau sinh thì việc chúng ta cần phải làm ra tầm soát tim bẩm sinh và cho em bé mình đi đi siêu âm tim. Và khám lâm sàng ở đây chúng ta sẽ đầu tiên là sẽ phải bắt mạch, chúng ta phải nhớ là phải bắt mạch cả chi trên và chi dưới để đánh giá thêm thử là cái cường độ mạch như thế nào, so sánh nếu mà mạch ở dưới bẹn hay bẹn mà yếu thì chúng ta phải nghĩ đến những bệnh lý mà liên quan đến đứt đoạn cung hay là hẹp eo vì làm cho cái lượng máu nó không đi xuống được dưới dưới phần dưới của cơ thể. Đó SpO2 đối với trẻ thì đo đó là cái phương pháp sàng lọc SpO2, nếu 90 phần dưới 90 là bất thường chúng ta phải khảo sát cái nguyên nhân. Thứ hai 90 94 thì chúng ta phải đo lại sau 12 2 giờ và nếu mà có khác biệt ở chi trên chi dưới mà trên 3% thì chúng ta nghĩ là em bé nhà mình có tình trạng cao phổi hay là hay là tim bẩm sinh có tím, chúng ta cần phải cho em bé nhà mình đi đi siêu âm tim.
đo huyết áp, thì đối với trẻ sơ sinh thì chúng ta cũng sẽ có một cái cớp để đo huyết áp, thì chúng ta cũng đo huyết áp tay trên tay dưới để và dựa vào cái bảng theo được chỉ số huyết áp trung bình của trẻ sơ sinh theo tuổi thai, thì chúng ta sẽ gợi ý được cái em bé nhà mình có bất thường huyết áp hay không. Nếu mà huyết áp ở chân mà thấp hơn ở tay thì chúng ta cũng gợi ý được cái việc là em bé nhà mình nó bị đứt bọng cung ha. Bên cạnh việc khám như vậy, chúng ta cũng cần phải đếm nhịp thở. Thường đối với lại trẻ siêu hấp thì nhịp thở em bé thường nhanh, thở gắng sức. Nhưng mà đối với lại những trẻ sơ sinh mà bị mất tim bẩm sinh thì cái thở của em bé nó không phải là đồng độ. Em bé thường có thể là thở nhanh thôi, hơi nông. Và nhưng mà chỉ số SpO2 đó lại rất là thấp. Cái đây có nghĩa rằng là cái mức độ thiếu oxy nó không phù hợp với lại cái mức độ siêu hấp của em bé, thì chúng ta vẫn nghĩ là em bé nhà mình nó tim bẩm sinh. Và bên cạnh đó chúng ta khám những cơ quan khác và xem thử em bé nhà mình có dị tật gì không, để đánh giá thử em bé nhà mình có kèm những hội chứng dị tật bẩm sinh bất thường. Thì đây là cái biểu đồ mà hướng dẫn đo SpO2, thì đây đã làm được thường quy ở tại bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng mình, và rất là nhiều bệnh viện đang thực hiện tiến hành đo SpO2 sàng lọc đó, cho trẻ sơ sinh. Để xử lý những tim bẩm sinh mà tuần hoàn phổi mà lệ thuộc vào ống nội mạch này á, thì là chống toang, thở oxy, và lưu ý là tránh thở oxy quá cao vì sẽ đóng ống động mạch, và duy trì SpO2 khoảng từ 80-85% thôi. Và trong những trường hợp này vì nó em bé nó sống được là dựa vào cái ống động mạch, thì là chúng ta phải điều trị thuốc và PCL1 là prostaglandin để duy trì ống động mạch nó mở ra. Và nếu trong trường hợp là khi mà ống động mạch nó mở ra rồi mà chúng ta chưa có cơ hội phẫu thuật, thì chúng ta sẽ phải đặt cái stent ống động mạch để duy trì ống động mạch, và chờ để phẫu thuật có thể sửa chữa toàn bộ hay là sửa chữa một phần. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đi một phần nữa, đó là xử trí siêu hấp ở trẻ sơ sinh. Đầu tiên thì nguyên tắc chung chúng ta sẽ thực hiện giữ ấm như cái phần trên cô đã trình bày. Thông đường thở, hồi sức sơ sinh, nếu mà khi em bé nhà mình có biểu hiện thở nấc, ngưng thở, chúng ta phải tiến hành xử trí hồi sức ngay tại phòng sinh, phòng mổ nếu em bé mới sinh ra, hoặc là tại đơn vị phòng cấp cứu hay phòng bệnh nếu em bé nhà mình nó có biểu hiện siêu hấp. Phải hỗ trợ hô hấp liên tục và đảm bảo là theo dõi nhịp tim, chỉ số oxy máu và có dấu hiệu siêu hấp liên tục. Và chúng ta hạn chế thủ thuật không cần thiết, chăm sóc theo cụm đó, thì để tránh cái việc em bé nó bị stress, hỗ trợ tư thế dinh dưỡng. Bên cạnh đó thì chúng ta phải cân nhắc điều chỉnh những cái rối loạn kèm theo. Chúng ta chỉ làm những xét nghiệm khi nào mà cần thiết thôi, chứ không phải chúng ta lúc ngày nào cũng lưu em bé làm xét nghiệm các em nhé. Thì để về hỗ trợ hô hấp cho trẻ sơ sinh thì qua hơn 20 năm 40 năm chứ, 40 năm thì đã có rất là nhiều thay đổi trong cái việc điều hỗ trợ hô hấp cho trẻ sơ sinh nói riêng và trong cái ngành hồi sức tích cực nói chung. Thì đối với lại ngành hỗ trợ hô hấp trong hồi sức tích cực thì thấy rằng là cái xu hướng hiện tại trên thế giới là giảm cái nhu cầu hỗ trợ hô hấp xâm lấn và chuyển sang là hỗ trợ xâm lấn không xâm lấn. Các bạn biết là như trong bối cảnh Covid đó, ai có một câu nói đối với Covid mà nếu bệnh nhân nào mà đi vào trong máy thở thì thường là tiên lượng nặng và tử vong. Họ cố gắng rất là nhiều cách bằng tư thế, bằng cho em bé, cho người bệnh Covid là nằm sấp nè, thở HFO, HFNC là high flow á, hay là thở CPAP để giúp cho bệnh nhân có thể vượt qua được cái cơn bão cytokine và cái triệu chứng viêm phổi, tắc nghẽn phổi và tránh cái bệnh nhân đi vào trong máy thở. Thì tương tự như vậy thì đối với lại ngành sơ sinh thì chúng ta cũng mong muốn là em bé nhà mình nó không bị trong máy thở. Vì nếu mà em bé nhà mình nó vào trong máy thở nên nó dễ tắc, có nghĩa là nó bị ngạt, bị dính vào trong máy thở, nó không có thể nào rút ra khỏi được. Và nếu mà em bé nhà mình không ra khỏi được máy thở thì tiên lượng sau này của em bé rất là nặng nề và có thể là tử vong bất cứ lúc nào. Hai nữa là xu hướng mới trong giờ đây là những cái mốt thở, những cái máy thở tiên tiến thì có nhiều mốt thở không xâm lấn, thì bao gồm những mốt thở như Spong hay là CPAP hay là NoSPV, ngay thở thở rung thần tốc cao thì cũng đã có mốt thở không xâm lấn, thì đó là giúp ngăn ngừa cái việc là tổn thương phổi và giảm cái nguy cơ em bé nhà mình nó phải thở máy. Ở tại hội hấp phòng sinh phòng mổ thì thấy rằng một cái nhiều sự cập nhật và thay đổi, đó là việc mà hồi sức bằng bóng mặt nạ thì bây giờ có thêm một cái phương pháp nữa là hồi sức qua ram cannula. Thì cái này thường hay sử dụng cho những trẻ đẻ non, cực non, cân nặng quá nhỏ, khi có mặt nạ thì nó không phù hợp được hết với lại không có che kín được mũi miệng cầm của trẻ sơ sinh, mà chúng ta sử dụng cái ram cannula này á thì giúp hồi sức nó hiệu quả hơn, vì họ cho thấy được rằng là nó giảm cái việc bị dò khí ra ngoài, nó giảm khoảng chết ở tại miệng mũi và nó dễ sử dụng hồi sức cho trẻ.
Và cái việc mà sử dụng thở CPAP tại phòng sinh phòng mở này thì nó cũng không có phải tăng lên cái tỷ lệ mà trẻ bị thất bại phải chuyển vào máy thở quá nhiều. Và những cái mốt thở không xâm lấn thì bao gồm CPAP, CPAP hay là gọi là BiPAP, hoặc là mốt thở NIPPV là mốt thở có hỗ trợ áp lực mà qua ngạnh mũi. Về việc thở CPAP và đặt nội khí tại phòng sinh phòng mổ thì thấy có là nhiều nghiên cứu, thì hiện tại bây giờ như cô trình bày trong cái phần phía trên thì thở CPAP vẫn được được ưu tiên là mốt thở ban đầu cho những trẻ mà có tự thở được tại phòng sinh phòng mổ. Bây giờ chúng ta không còn cái việc đặt nội khí quản tại phòng sinh phòng mổ cho trẻ thường quy nữa, mà chúng ta phải hỗ trợ khi mà chúng ta hồi sức xong mà thấy em bé tự thở được rồi thì chúng ta sẽ tiến hành cho trẻ hỗ trợ thở CPAP và chuyển về khoa. Vì thấy rằng là việc thở CPAP so sánh với lại là thở đặt nội quản tại phòng sinh thì việc thở CPAP nó đã giảm nguy cơ trẻ bị mắc bệnh phổi mạn, giảm với cái tỷ lệ mà trẻ bị chết kèm theo bệnh phổi mạn, cũng như là cái tỷ lệ mà đặt nội khí quản thì cũng chỉ là cũng khoảng chiếm khoảng 50% thôi. Và điều trị ở trẻ sơ sinh tại nơi cu thì đối với tất cả các nhóm tuổi thai từ dưới 1.000 cho đến trên 1.500 thì qua các năm từ năm 2008-2017 thì thấy rằng là tất cả những nhóm này có xu hướng đều là giảm cái mức thở xâm lấn, mà ưu tiên là nhóm thở thở không xâm lấn. Để bằng chứng rất là mạnh để các em hãy nhớ rằng là khi mà các em đi thực hành tại khoa khoa sơ sinh đi đón bé cùng với bác chị, hoặc là các em có thực hành tại khoa sản phòng sinh phòng mổ, các em sẽ thấy rằng là các chị thường sẽ tiến hành hồi sức cho trẻ. Đầu tiên nếu trẻ tự thở được thì chúng ta sẽ cho em bé thở CPAP, và nếu mà em trẻ không thở được thì chúng ta tiến hành hồi sức bóng mặt nạ hoặc là qua ram cannula. Nếu mà em bé thở được thì chúng ta sẽ quay lại cho trẻ thở CPAP vì những cái lợi ích mà cô đã trình bày ở trên. Và nguồn khí hỗ trợ hô hấp thì các em phải lưu ý rằng là đối với trẻ sơ sinh non tháng dưới 35 tuần thì chúng ta đã hỗ trợ hô hấp nguồn oxy thì khoảng từ 30% trở lên. Và hiện tại với nhiều xu hướng mới thì người ta cũng cân nhắc rằng cái việc là nhu cầu oxy ban đầu của trẻ sơ sinh non tháng á, thì có thể đưa về khoảng từ 25 đến 28 đối với nhóm khoảng từ dưới 25 tuần, và nói về từ 25 đến 28 tuần có thể người ta hồi sức ban đầu với lại khí trời. Và nếu mà chúng ta sẽ đo SpO2, nếu SpO2 có thấp á, thì chúng ta sẽ nâng dần cái nồng độ oxy lên. Và cái nguồn khí trong hỗ trợ hô hấp thì cũng rất là quan trọng, vì nó dự phòng cái việc mà em bé nó bị tổn thương phổi cũng như là giảm cái nguy cơ em bé nó bị hạ thân nhiệt. Thì phải chú ý cái việc là đường thở, đường khí mà đi vào trong em bé thì phải được đảm bảo ấm và ẩm. Vì nếu mà chúng ta để một nguồn khí lạnh đó, thì nó làm tăng nguy cơ hạ thân nhiệt và tổn thương cái vi nhung mao của đường hô hấp, đồng thời nó làm cho cái chất xơ phát tăng này cũng kém hoạt động, giảm sự đàn hồi của phổi cũng như là tăng cái tỷ lệ em bé nó bị suy hô hấp nhiều hơn. Thì khi chúng ta cho em bé thở CPAP thì chúng ta phải lưu ý là cần phải đặt cái nhiệt độ trong cái bình mà ẩm và cho nó đảm bảo nhiệt độ tối ưu để giúp cho cái đường thở nó ấm và là làm ngăn ngừa cái việc tổn thương của cuối phổi. Đối với thở máy xâm lấn thì chúng ta để cài đặt nhiệt độ là 37 độ C, còn cái thở máy không xâm lấn thì khoảng từ trên 34 độ. Đối với hồi sức tại phòng sinh phòng mổ chúng ta sẽ để là 36 độ nha. Đây là có những cái đường link ở đây, các em có thể đọc bài full test theo cái đường link ở dưới đây. Rồi, cái mục tiêu và phương pháp hỗ trợ hô hấp thì nhắc lại, đối với trẻ thì khoảng từ 90 đến 96, tim bẩm sinh thì chúng ta khoảng từ 75 đến 85, sinh non nhắc lại lần nữa thì chúng ta đã cập nhật thêm mới là 91 đến 95, nếu mà trẻ bị thoát vị hoành thì là 85 đến 90 ở tay phải. Và đối với lại từng cái nhóm bệnh này thì mục tiêu khí máu chúng ta phải đạt được là pH ít nhất phải đạt được là trên 7,25, và CO2 dao động khoảng từ 32 đến 55. Có thể đối với lại trẻ cực non thì có thể lao động từ 55 đến 60, nhưng mà chúng ta không để quá cao nha. Và phương pháp thở thì vẫn ưu tiên là thở CPAP rồi đến các mốt thở không xâm lấn. Nếu không thành công thất bại thì chúng ta mới nghĩ đến những cái mốt thở khác. Đây là những cái máy thở mà các em có thể thấy ở tại bệnh viện khi mà các em đi lâm sàng.
ở đây thở CPAP, thì đây là có một cái máy thở mà cô gửi đây, hình đây thì đây là một cái máy thở mà có lẽ là tuổi đời nó có thể cũng thể gần gần 20 năm rồi đấy. Và cái máy thở đây là made in Việt Nam, là do một cái kỹ sư người, người nước ngoài, người Mỹ, ông đến Việt Nam và sau đó thời gian thì ông đã cùng với kỹ sư Việt Nam mình đã sáng tạo cái máy thở, cái máy thở CPAP cục nước này. Thì đây là máy thở để tạo nên một cái áp lực dương liên tục và hỗ trợ trẻ siêu hấp. Và cái áp lực dương này nó giúp cho cái phổi, cái phế nang nó được mở ra. Và cái phương pháp thở này chỉ dùng cho em bé nhà mình vẫn còn nhịp tự thở và làm cho phế nang nó không bị xẹp, mở ra phế nang và cải thiện cái độ đàn hồi của phổi cũng như là tăng cái độ oxy. Đây, và khi chúng ta thấy là kiểu thở bình thường thì trẻ sẽ bị, nếu mà không có thở CPAP á, thì khi tự thở thì áp suất đường thở nó âm hơn và làm cho cái và thường nó làm cho cái phế nang nó bị xẹp xuống. Tuy nhiên nếu mà chúng ta hỗ trợ thở CPAP thì chúng ta lại nâng lên cái mức là PEEP là 5 thì trẻ sẽ thở trên một cái nền áp lực dương là khoảng 5 đến 8 cm nước để giúp cái phổi của em bé nó không có bị quá xẹp. Chỉ định thở CPAP thì như bệnh lý phía trên là thở bằng trẻ bệnh bằng trong ưu tiên cơn thở nhanh thoáng qua, những bệnh lý về viêm phổi, xẹp phổi, nói chung là tất cả những bệnh lý nguyên nhân đây hay gặp ở trẻ sơ sinh thì chúng ta đều có thể cho thở CPAP được. Đó. Tuy nhiên rằng là trong trường hợp ví dụ tràn khí màng phổi mà chưa dẫn lưu thì chúng ta không nên cho thở CPAP. Nếu mà lượng ít thì chúng ta cần ưu tiên là chúng ta cho thở oxy hoặc là cho thở CPAP mà lưu lượng thấp thôi. Còn nếu mà nhiều thì chúng ta cần phải dẫn lưu thì chúng ta mới cho thở CPAP. Những bệnh lý mà gây chứng buốt hơi, ví dụ như thoát vị hoành, khe hở thành bụng, thoát vị rốn, không hậu môn thì chúng ta đã biết được rằng là thở CPAP thì lưu lượng khí có thể là đến 7 đến 8 lít và làm lượng khí nó đi vào trong bụng bụng rất là nhiều và làm em bé nguy cơ chứng bụng mà vỡ các tạng ở trong ổ bụng. Cài đặt thông số thở CPAP thì ban đầu chúng ta sẽ cho hỗ trợ oxy từ 21 đến 40%, tùy thuộc vào cái SpO2 chúng ta có thể tăng dần lên 60. Nếu mà 60 thì chúng ta phải cân nhắc rằng là em bé nó thất bại và chuyển thành mức thở cao cấp hơn. Nữa là nếu mà lâm sàng ngược lại, nếu lâm sàng em bé nó tốt thì chúng ta sẽ giảm dần oxy mỗi 5% và giảm bíp xuống và chúng ta tiến hành cai CPAP. Ở đây là tiêu chuẩn khi nào mà chúng ta sẽ cai CPAP. Khi mà chúng ta đã giảm dần cái bíp xuống là 5, nhu cầu oxy chúng ta sẽ về là khí trời và lâm sàng của em bé nó tốt, không có những bệnh lý kèm theo như đỏ ống động mạch hay nhiễm trùng, tuổi thai từ tuần 32 đến 33 tuần, cân nặng từ trên ký 6 thì chúng ta sẽ tiến hành cai CPAP và ổn định thành công khi chúng ta cho trẻ ổn định khí trời trong 7 ngày. Đó. Và cách thức ngưng thì có rất là nhiều cách, vì thì có thể là ngưng liên ngưng hẳn luôn hoặc là cho cai ngất quãng hay dây giảm dần. Vì rất là nhiều trẻ sơ sinh thì có thể rằng chúng ta phải thất bại trong việc cai CPAP và chúng ta phải chuyển sang thở oxy, mà có thể lưu lượng thấp hoặc cao thì và thở oxy lưu lượng thấp thì về nhà cũng có. Hỗ trợ trẻ cho trẻ sinh non, ở đây chúng ta là có thở oxy lưu lượng thấp, thì ở đây đối với lượng lưu lượng thấp thì chúng ta không cần hệ thống lọc ẩm, thì không cần cái bình nước mà như các em thấy đâu, và lưu lượng kế thì nên sử dụng là lưu lượng kế mục đích để chúng ta điều chỉnh được cái nồng độ oxy mong muốn cho em bé. Và chúng ta chỉ định thở oxy khi nào em bé nằm trên 36 tuần, vì chúng ta tránh cái việc cho thở oxy cho trẻ non hơn dưới 36 thì nguy cơ chúng ta sẽ cho cái nồng độ oxy quá nhiều, nó sẽ tổn thương lên não và mắt cho trẻ. Cái thở HFO là cái máy mà thở HFO đây thì cũng tương tự, nó khác biệt đối với lại là thở HFO người lớn, trẻ sơ sinh thì chúng ta thường cho lượng khí rất là thấp, khoảng từ 4 đến 6 lít thôi, nên chính vì vậy rằng là nó sẽ giảm cái nguy cơ bị tràn khí màng phổi cũng như tổn thương vách mũi do CPAP, cũng như giảm cái nguy cơ trẻ bị chứng bụng và người nhà nó cũng dễ dàng chăm sóc trẻ hơn. Chỉ định thở HFNC thì là cũng là cái ngưng thở ở trẻ non tháng gặp những bệnh lý bệnh màng trong, loạn sản phổi và ngay sau khi giai đoạn thở cai thở CPAP thì chúng ta có thể sử dụng cái mức thở lưu lượng cao này. Chống chỉ định thì cũng tương tự đối với lại như thở CPAP. Cài đặt HFNC thì chúng ta sẽ cài đặt nhiệt độ từ 36 đến 38 độ và lưu lượng thường là 4 đến 6 lít và làm bằng có cái ngánh cạnh mũi của thở HFNC này thì nó cũng đặc biệt, nó khác, nó chuyên dụng hơn cho HFNC rất là nhỏ để đảm bảo rằng là nó sẽ gọi là làm sạch cái đường thở, làm sạch CO2 trong đường thở nó tốt hơn. Cái hở thứ ba mà các em có thể thấy
rất là thấy hay những gặp ở tại khoa sơ sinh đó, những em bé mà sinh non dưới 28 tuần đó là thở máy không xâm lấn NIPPV hay là NSIMV, thì đây là một thở mà chuyển tiếp từ cái việc thở CPAP sang thở xâm lấn. Em bé cơn ngưng thở kéo dài liên tục thì chúng ta sẽ để cho cái mức thở này và giúp cho em bé nhà mình nó giảm cái tỷ lệ phải đặt nội khí quản. Thì đối với lại là mức thở này thì nó sẽ có ưu thế là nó giảm cái tỷ lệ mà trẻ phải đặt nội khí quản này, giảm cái việc là và tăng cái tỷ lệ thành công hơn cái việc mà chúng ta can CPAP sau này. Tuy nhiên thì cái việc hai cái mức thở này nó cũng không có thay đổi nhiều đến về cái kết quả dự hậu của em bé sau khi ra viện. Và chỉ định thở máy thì nhắc lại một lần nữa là khi em bé nó mới thở nấc, ngừng thở, khi em bé có biểu hiện siêu hấp, sốc hạ huyết áp hay cao phổi. Và nếu mà em bé nhà mình thở CPAP hoặc là non-SIMV mà thất bại thì khi có biểu hiện như bị cơn ngừng thở liên tục, oxy mà thấp, mà khi chúng ta đổ hỗ trợ oxy đến 60% thì chúng ta cần phải cân nhắc đặt ống nội khí quản và cho em bé nó thở máy. Nha. Đây là thở, cái mức thở mà ưu tiên cho trẻ sơ sinh thì thường là mức thở mà có hỗ trợ nhịp, là cái đồng vận giữa trẻ sơ sinh và máy, thì sẽ chia làm hai giai đoạn. Có thể là giai đoạn mà em bé như mình tự thở và cái giai đoạn là máy nó bóp. Thì nếu mà đối với mức thở này thì chỉ cần là làm trẻ có nhịp tự thở và vượt qua cái trigger của máy thì máy sẽ hỗ trợ thêm vào cái pressure support, thì giúp cho em bé nhà mình nó thở dễ chịu hơn trong máy thở. Và khi đối với em bé nhà mình đã thở ma thở máy xâm lấn thì chúng ta phải luôn luôn đặt câu hỏi rằng là khi nào trẻ của chúng ta có thể rút được nội khí quản, thì chúng ta sẽ cân nhắc rút nội khí quản. Khi đối với lại trường hợp mà em bé nhà mình nó ổn định, nhu cầu oxy nó thấp, áp lực nó thấp và không có bệnh lý gì khác kèm theo, ví dụ nhiễm trùng, thiếu máu, hay là đối với những trẻ mà đã thở máy liên tục trên 7 ngày, chúng ta phải cân nhắc cho thuốc kháng nghiêm để giảm cái phù nề cái đường thở. Cái mức thở mà gọi là mức thở cao cấp hay là mức thở mà dành cho trẻ mà siêu hấp độ nặng thì nó mức thở rung tần số cao. Thì đây là các em sẽ gặp khá là nhiều ở tại đơn vị sơ sinh của mình là não mình. Và hiện tại thì không phải các đơn vị nào cũng có sử dụng cái máy thở này đâu. Thì những cái máy thở này thì sẽ thở cái tần số thở bình thường, máy thở bình thường thì khoảng gần 20 đến 60 lần, nhưng mà riêng đối với cái máy thở rung tần số cao này á, nhịp thở của hắn có thể lên tới từ 1.000 đến 2.000 lần một phút, hắn rung liên tục như vậy để giúp cho cái biên độ dao động của hắn khá là nhỏ, nó giúp giảm cái tổn thương phổi và đồng thời nó cải thiện cái việc hô hấp, cải thiện được cái nồng độ oxy máu cũng như giảm cái việc toan hô hấp. Nha. Thì khi mà chúng ta thấy rằng em bé nhà mình thất bại với mức thở xâm lấn và cái dùng áp lực rất là cao đối với sinh non từ 22 đến 25 tuần và đủ tháng từ 25 đến 28 tuần thì chúng ta cần phải cân nhắc là em bé nhà mình nó phải có cái mức thở HFO này. Đây là hình ảnh của cái máy mà chúng ta sử dụng ở đây. Thì có những cái chỉ số nó rất là khác biệt so với lại những cái mức thở khác. Này cô sẽ trình bày qua cho các em biết thôi. Rồi. Một cái phần chăm sóc nữa mà các em cũng phải cần biết đó là cái việc hút hầu họng và nội khí quản. Thì nhắc lại đối với trẻ sơ sinh thì chúng ta không hút thường quy vì chúng ta không muốn đưa vi khuẩn vào người em bé, và chúng ta ưu tiên vệ sinh bằng mũi, bằng tăm bông và đảm bảo quy trình hút nội khí quản là sạch và vô khuẩn, giảm cái việc đưa vi khuẩn từ bên ngoài mà đưa vào trong phổi của em bé. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ hô hấp thì hỗ trợ tư thế cũng góp phần giúp cho cái phổi của em bé nó thở tốt hơn. Ở đây tư thế đối với trẻ sơ sinh thì chúng ta sẽ có các tư thế như sau: nằm sấp, nằm ngửa và nằm nghiêng. Thì đối với trẻ sinh thì chúng ta sẽ ưu tiên nằm sấp hơn, có thể nằm sấp ở trong lòng ấp trên giường sữa hoặc là nằm sấp trên người mẹ bằng phương pháp kangaroo. Cái việc mà em bé nằm sấp đồng với việc mà giúp cho cái phổi nó nở tốt hơn, giảm cho cái việc mất nhiệt, tiêu tốn năng lượng. Và những em bé nằm sấp thì thường tăng cái việc tiêu sữa và cơ thể em bé nhà mình nó sẽ cảm thấy nó thoải mái, nó dễ chịu hơn. Và trong khi mà em bé nhà mình đã vào đơn vị kangaroo thì cố gắng chúng ta phải khuyến khích bà mẹ nên thực hiện kangaroo ấp da kề da, em bé nằm sấp trên ngực bà mẹ càng lâu càng tốt, ít nhất là 20 tiếng một ngày. Tư thế nằm nghiêng là có tư thế mà thường nó giống ở trong bụng mẹ, tư thế bào thai, thì cho em nằm trong một cái kén và có một cái cục của những cục gối ôm ấy, để ôm như vậy và đưa dễ dàng em bé để đặt tay của em bé gần
kiện đó, và đảm bảo là em bé mình thoải mái nằm trong cái cục khối u này. Và dịch truyền và nuôi dưỡng, bên cạnh đó là nuôi dưỡng, nhắc lại một lần nữa, đối với nuôi dưỡng trẻ sơ sinh thì cố gắng cho em bé ăn sữa càng sớm càng tốt. Thứ vì sao? Vì sữa mẹ thì nó là nguồn dinh dưỡng tối ưu. Thứ hai, bên cạnh việc là đảm bảo năng lượng toàn diện, nó còn có những yếu tố kháng thể và giúp cho em bé nó vượt qua nhiễm trùng. Và chúng ta luôn đánh giá cái nguy cơ của em bé siêu hấp và có nhiễm trùng hay không nhiễm trùng, thì chúng ta có thể điều trị kháng sinh trong cái việc nhiễm trùng sơ sinh sớm hay viêm phổi sớm theo phác đồ. Còn nếu mà em bé nhà mình có những biểu hiện nhiễm trùng sinh muộn sau những thời gian dài nằm ở NICU thì chúng ta cần phải hội chẩn và dùng những kháng sinh tích cực hơn. Ở đây là có bản kỹ mà siêu hấp thì các em khi nào các em đi lâm sàng thì các em sẽ sử dụng. Thì ở đây là đây một bản kỹ về khai thác về tiền sử bệnh sử cũng như là khám lâm sàng và có mô tả X quang nên các em cần làm quen và với lại X quang ngực và trẻ sơ sinh những bệnh lý thì để trả lời cái phần X quang này nó cho tốt và khi các em thi thì các em cũng sẽ thi dựa thêm cái bản kiểm này đó, nên các em chú ý khi lâm sàng thì nhớ lấy cái bản kiểm về và học cho tốt. Rồi, cảm ơn các em, bài cũng tương đối là dài, có những cái phần về hỗ trợ hô hấp thì đây là giới thiệu cho các em biết, và nếu mà đi lâm sàng thì chúng ta sẽ dễ dàng và tiếp cận hơn, đỡ bỡ ngỡ chứ không phải là bắt các em làm đâu, nên là các em có thể nghe hơi thấy hơi khó, nhưng mà khi nào đi lâm sàng thì các em sẽ mở lại coi và chúng ta sẽ nhớ được tốt hơn. Rồi, cuối buổi thì là mình muốn nghe hỏi là các bạn có câu hỏi gì về bài học ngày hôm nay hay không, và nhờ lớp trưởng gửi lại danh sách 5 bạn không có mặt ở buổi đầu buổi học, và những bạn nào đã có mặt lại thì cho mình lại danh sách luôn. Dạ, gửi qua mail cô hay là sao ạ? Gửi qua mail cô để cô gửi, hoặc là gửi Zalo cho cô cũng được để cô gửi cho thầy Tiến. Dạ. Rồi, hiện tại bây giờ lớp mình lúc đầu là vắng 5 bạn, bây giờ là còn được bao nhiêu bạn? Hiện tại là có 80 nè, thì sao là mất khoảng 20 mấy bạn rồi? Em thấy 98 rồi. 98 rồi. Được rồi. Dạ cô ơi, 98 bạn đúng rồi. Rồi em dạ. Nói đi em. Dạ, bữa nãy là buổi đầu là em có đi xin nhổ răng ấy cô. Bây giờ trừ em nhổ răng xong rồi ấy cô, trừ em về em học lại rồi. Em học lại lúc khi nào, mấy giờ mấy phút, em đi trễ bao nhiêu phút? Dạ, ý là em có buổi đầu ấy cô là em đã xin từ đầu giờ trước khi vào học rồi cô. Là em đã xin đi nhổ răng xong rồi, 3 rưỡi em mới về ấy cô. Cho nên là 3 rưỡi vẫn còn học cho nên em vào lại ạ. Rồi em bị trễ đúng không? Thì bạn sẽ đánh vắng trễ vào cái buổi học này cho cô. Vì mình bắt đầu buổi học lúc là 3:21, bạn lớp trưởng phụ trách cái việc điểm danh và gửi lại cho cô nhé. Có một số bạn cô điểm danh, cô đọc tên mà lúc nãy không có nữa kia. Xin hỏi cái bạn đó đã có mặt chưa? Rồi hiện tại là 98 bạn, là chúng ta vẫn còn vắng bao nhiêu bạn đây? Vì 98 mà trừ cô nữa là còn 97 nè. Đúng không? Là còn thiếu bạn đúng không? Còn vắng 5 bạn đúng không các em? Rồi em đặt tên cho các bạn đi để cho các bạn họ biết được, không thôi là họ lại thắc mắc về điểm danh. Thôi nhờ lớp trưởng hai bên đọc tên những bạn vắng cho cô đi. Dạ cô ơi, cho em điểm danh lại lớp đó, tại vì có mấy bạn vô lại rồi ra lại nên là điểm danh không chính xác thôi, em muốn điểm danh lại. Em lại đi, chờ bây giờ lấy kết quả bây giờ luôn. Cô dạ. Chỉ 98 người đi thôi đây. Dạ lớp B.